MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 315. Lục Minh con mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy phía trước có một gốc nguyên cấp thần dược. Đây là một gốc phục linh bộ dáng nguyên cấp thần dược, phía trên có một gốc cỡ nhỏ thần dược ở chạy tới chạy lui. Mùi thuốc nồng nặc vị, cơ hồ tan không ra. Bất quá, cũng không phải là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, chỉ là phổ thông đẳng cấp. Đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, thế nhưng là như còn sống sinh linh, sẽ chạy tới chạy lui. Bất quá, liền xem như thông thường nguyên cấp thần dược, cũng là giá trị vô lượng, Lục Minh trên tay, cũng chỉ có một gốc mà thôi. Nguyên cấp thần dược, đối với bản nguyên cảnh tồn tại mà nói, tác dụng phi thường lớn, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Lục Minh cùng Cốt Ma nhanh chóng đi tới nguyên cấp thần dược phía trước, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, rất nhanh, Lục Minh liền xé một bụi này nguyên cấp thần dược, cấy ghép đến bên trong hồng hoang giới. Nơi này phân nhánh, chúng ta đi bên nào? Cốt Ma hỏi Lục Minh. Đi đâu một bên, nguyên quang tộc vị trí. Lục Minh nhìn về phía bên trái phương hướng, bên này, chính là, nguyên quang tộc chiếm cứ khu vực. Lục Minh dự định tiến về nguyên quang tộc vị trí khu vực, bọn họ có đán luyện chế áo giáp. Có lẽ có thể trước nguyên quang tộc cao thủ một bước, đem phiến kia khu vực bảo vật cho vơ vét sạch sẽ. Hai người nhanh chóng hướng về bên trái đi, trên đường đi nhìn thấy bảo vật, hết thảy vơ vét sạch sẽ. Cẩn thận, phía trước có người. Bỗng nhiên, Cốt Ma thấp giọng nói. Cốt Ma linh giác cực kỳ nhạy cảm, cảm ứng được phía trước có người. Bởi vì nơi này tràn ngập động thiên thần quang, người bình thường linh giác lại nhận quấy nhiễu cực lớn, khoảng cách một xa, linh giác năng lực cảm ứng lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Cốt Ma, đỉnh phong thời kỳ, dù sao cũng là bản nguyên cảnh tồn tại, linh giác nhạy cảm, cho dù bị quấy rầy rồi, cũng so phổ thông đồng cấp cường giả mạnh hơn nhiều. Lục Minh cùng Cốt Ma, nhanh chóng ngừng lại, tìm một cái chỗ khuất ẩn thân, sau đó cẩn thận hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Một mảnh trên vách đá dựng đứng, có một cái lõm đi vào động quật, ở trong động quật có ba bóng người. Là ba cái nguyên quang tộc quang tiền vương sứ. Hai người đứng đấy, một vị trong đó xếp bằng ở nơi đó, dường như chữa thương. Có thể nhìn thấy, người này trên người, có một vết thương, có tử kim sắc quang mang lấp lóe, cái kia rõ ràng là động thiên thần quang lưu lại vết thương. Hiển nhiên, cái kia quang tiền vương sứ, bị động thiên thần quang công kích, bị thương, ở đây chữa thương. Phiến kia khu vực, động thiên thần quang so địa phương khác muốn nồng đậm một chút, nguyên quang tộc hẳn là ở phiến kia khu vực bị thương. Cốt Ma chỉ một cái phương hướng, cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh gật gật đầu, nói phiến kia khu vực, có lẽ ẩn chứa càng nhiều bảo vật, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bọn họ trên người có đán luyện chế áo giáp, nguyên quang tộc quang tiền vương sứ sẽ ở trong đó thụ thương, bọn họ chưa chắc sẽ thụ thương. Hai người thu liếm khí tức, cẩn thận từ mặt khác một bên đi vòng, nguyên quang tộc người cũng không có cảm ứng được. Rất nhanh, hai người liền gần sát phiến kia khu vực, sau đó xông vào trong đó. Hô hô hô. Động thiên thần quang không ngừng lưu chuyển, như cuồng phong quét sạch tứ phương, trùng kích ở trên thân hai người, bất quá, đều bị áo giáp chặn lại, hai người bị trùng kích, cũng không lớn bao nhiêu. Hai người không ngừng xâm nhập, xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, quả nhiên phát hiện số lớn hồng hoang tinh, còn có không ít chủ cấp thần dược. Hai người bắt đầu trắng trợn vơ vét lên. Hai người trọn vẹn hao tốn mấy ngày, đem nơi này hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược, đều vơ vét sạch sẽ. Thậm chí, còn phát hiện hai gốc nguyên cấp thần dược. Đương nhiên, trong đó không thiếu tiên tinh loại bảo vật này. Đại thu hoạch a. Lục Minh khắp khuôn mặt là nụ cười. Mấy ngày nay lấy được hồng hoang tinh tăng thêm chủ cấp thần dược, cụ thể không có đi tính, nhưng là Lục Minh đoán chừng, toàn bộ hối đoái thành hồng hoang tinh, tối thiểu vượt qua 10 ức. Cái này phi thường kinh người. Phải biết, trước đó bọn họ lấy được cả một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch, cũng mới hơn 1 tỷ hồng hoang tinh mà thôi. Mà ở trong đó, hiển nhiên còn không phải hạch tâm khoáng mạch, thế mà liền có nhiều như vậy hồng hoang tinh, thật là kinh người. Vơ vét sạch sẽ về sau, hai người hướng về một cái phương hướng rời đi, chuẩn bị đến địa phương khác nhìn xem. Lục Minh, là ngươi. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền ra. Lục Minh xem xét, lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi gầm thét người, là Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc, còn có nguyên cửu cực dưới quyền hai vị quang tiền vương sứ. Đột phá trở nên mỏng manh một chút động thiên thần quang, xông tới nơi này. Bọn họ vừa vọt vào, liền thấy Lục Minh cùng Cốt Ma,
Sau đó, thấy được trống rỗng đất trống, liền một khối hồng hoang tinh đều không có. Thật là một khối hồng hoang tinh đều không có, đều bị Lục Minh bọn họ vơ vét sạch sẽ, một chút đều không có lưu cho bọn hắn. Giận a, giận không kềm được. Ba vị quang tiền vương sứ, dưới cơn thịnh nộ, điên cuồng hướng về Lục Minh cùng Cốt Ma phóng đi, đầy trời đều là chùm sáng tóc, như là 3000 cái lợi kiếm đồng dạng, đâm về phía Lục Minh cùng Cốt Ma. Đi. Lục Minh cùng Cốt Ma, cũng không ứng chiến, hướng về một phương hướng khác phóng đi, dự định rút lui trước. Ngang nhau chiến lực, hai cái đối ba cái, rõ ràng là thua thiệt. Lục Minh đơn độc một trận chiến, lực áp một vị trong đó, không là vấn đề, nhưng là đối chiến hai cái quang tiền vương sứ, cái kia tuyệt đối không phải đối thủ. Hai người một bên rút lui, một bên xuất thủ đem chùm sáng tóc cản lại. Chết, chết cho ta. Một lần này không thể để cho bọn họ đi. Mấy vị quang tiền vương sứ gầm thét, thân thể hóa thành hào quang lại diễn hóa đủ loại bất đồng thần binh, tốc độ bạo tăng, thẳng hướng Lục Minh hai người. Tương xứng. Cốt Ma không để ý phòng ngự, lấy một chọi hai, chặn lại hai vị quang tiền vương sứ công kích, bất quá mặc dù chặn lại hai vị quang tiền vương sứ công kích, nhưng là hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng phải một đạo nồng nặc động thiên thần quang. Cũng may hắn ăn mặc đán đán luyện chế áo giáp, còn có bản thân lực phòng ngự kinh người, thành công đỡ được làn công kích này. Mà Lục Minh, là dễ dàng chặn lại vị thứ ba quang tiền vương sứ công kích. Cốt Ma, chúng ta hướng động thiên thần quang nồng nặc địa phương đi. Lục Minh đi tới Cốt Ma bên người, cho Cốt Ma truyền một thanh âm, tiếp lấy hai người đổi phương hướng, hướng về động thiên thần quang nồng nặc phương hướng phóng đi. Vừa vặn, phương hướng này có một cỗ nồng nặc động thiên thần quang, lao đến. Lục Minh cùng Cốt Ma, dựa vào đán đán luyện chế áo giáp, vọt vào động thiên thần quang bên trong, mặc dù cũng nhận rất lớn trùng kích, nhưng là áo giáp thành công triệt tiêu một phần lực lượng, tăng thêm thực lực của bản thân bọn họ, thành công cản lại. Bất quá, ba vị quang tiền vương sứ, lại không có bản lãnh này, bọn họ căn bản không dám cùng đậm đà như vậy động thiên thần quang cứng đối cứng, cuống quýt né tránh, chờ bọn hắn né qua cỗ này động thiên thần quang. Lại đã mất đi Lục Minh cùng Cốt Ma tung tích. Đáng chết, đáng chết. Nguyên Ngọc ba vị quang tiền vương sứ phát ra tức giận gào thét. Lục Minh hai người lại có thể không nhìn động thiên thần quang, so với bọn hắn trước một bước lại tới đây, đem nơi này bảo vật đều vơ vét sạch sẽ. Đối với bọn hắn Nguyên Quang tộc mà nói, tiên thạch tiên tinh cùng thần dược, so nguyên cấp thần binh cùng hợp kích trận pháp càng thêm chân quý. Nguyên cấp thần binh cùng hợp kích trận pháp, bọn họ không thiếu. Bọn họ thiếu hụt là tiên thạch tiên tinh cùng thần dược dạng này ẩn chứa nồng đậm năng lượng bảo vật, có thể giúp bọn họ thức tỉnh càng nhiều tộc nhân. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lục Minh cùng Cốt Ma đều sinh động ở dưới cái khe, lại được không ít hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược. Lúc này, dưới mặt đất cái hở hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược, cơ hồ bị vơ vét sạch sẽ. Bởi vì đây không phải khí mạch hạch tâm, đầu này khí mạch hạch tâm, là ở chỗ sâu nhất cái kia ba tòa dưới ngọn núi mặt, hồng hoang tinh khoáng mạch, hẳn là tại đó. Nơi đó bây giờ còn chưa có vỡ ra, động thiên thần quang còn không có tràn ra, còn phi thường khủng bố, tạm thời bọn họ còn vào không được. Không ở khu vực hạch tâm, ẩn chứa bảo vật, số lượng tự nhiên có hạn. Mắt thấy không có thu hoạch gì, Lục Minh cùng Cốt Ma, liền rời đi dưới mặt đất, phản hồi mặt đất cùng Tạ Niệm Khanh đán đán đám người tụ hợp. Sau đó, Lục Minh cùng Cốt Ma đem chuyến này thu hoạch lấy ra, đám người bắt đầu chỉnh lý, đem hồng hoang tinh từng cục từ nham thạch bên trên đào xuống. Cuối cùng rõ ràng tính toán một cái, hồng hoang tinh số lượng, khoảng chừng mười mấy ức. Cộng thêm những cái kia chủ cấp thần dược, nếu như hối đoái thành hồng hoang tinh, cũng tương đương với 5 đến 6 ức hồng hoang tinh, cộng lại lấy hồng hoang tinh đến tính toán, gần có 20 ức. Đây là một bút kết xù số lượng. Bất quá, đối với Lục Minh bọn người tới nói, lại không tính lớn số lượng. Hiện tại, Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao, Đường Quân 6 người tu vi. Đều là thần chủ bát trọng. Lục Minh tự nhiên không cần phải nói, hắn đột phá yêu cầu hồng hoang tinh, tối thiểu ở 50 ức trở lên, thậm chí còn không ngừng. Mà Lăng Vũ Vi, Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao, Đường Quân 5 người, đặt ở vũ trụ bên trong, đó cũng là tuyệt thế thiên tài, nắm trong tay lực lượng, cũng không thể coi thường, đột phá thần chủ cửu trọng yêu cầu năng lượng, cũng phi thường kinh người, mặc dù không bằng Lục Minh, nhưng là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mười mấy ức, thậm chí 20 ức trở lên, cũng là bình thường. 20 ức hồng hoang tinh, nhiều nhất chỉ đủ một người đột phá. Cuối cùng, đám người thương nghị, đem những cái này bảo vật, trước giao cho Đán Đán đột phá. Đán Đán chủ tu phù văn trận pháp một đạo,
Tương đối mà nói, đột phá yêu cầu tài nguyên, muốn hơi ít một chút. Đương nhiên, là so sánh Lục Minh bọn người tới nói. Đối với những người khác mà nói, 20 ức chưa hẳn đủ, nhưng đối với Đán Đán mà nói, 20 ức hẳn là đầy đủ. Còn có, một đường đi tới, Đán Đán phù văn trận pháp một đảo, phát huy tác dụng cực lớn, tin tưởng ở phía sau y nguyên có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đám người cộng đồng quyết định, Đán Đán cũng không khách khí, bắt đầu luyện hóa hồng hoang tinh cùng thần dược, đột phá cảnh giới. Hắn lấy trận pháp gia trì, luyện hóa hồng hoang tinh tốc độ tăng nhiều, bất quá, nhiều như vậy hồng hoang tinh luyện hóa, y nguyên phải cần một khoảng thời gian. Ở Lục Minh bọn họ đi ra không lâu, Nguyên Quang tộc Quang Tiền Vương Sứ, Á Tiên tộc Cường Giả, còn có Gia Bất Hủ, cũng nhao nhao đi ra. Nguyên Cửu Cực nghe được Lục Minh lại thương bọn họ bảo vật, lập tức giận không kềm được, phái ra rất nhiều nhân thủ, đi tìm Lục Minh bọn họ, đáng tiếc, bọn họ căn bản không phát hiện được Đán Đán bày ra ẩn nặc trận pháp, cuối cùng tự nhiên không thu hoạch được gì. Cửu đệ, ở nơi này bên trong Tử Tiêu Động Thiên, bất kể là Lục Minh đám người, hay là Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc, đều thu được cơ duyên, thực lực càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, càng ngày sẽ càng bất lợi, chúng ta lại là để càng nhiều tộc nhân tiến vào. Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực thương lượng. Ta cũng đang có ý này, bằng vào chúng ta đoạn này thời gian lấy được tài nguyên, nhất định có thể để không ít tộc nhân tỉnh lại, còn có Thất Ca bên kia, hẳn là cũng không thiếu thu hoạch, chúng ta cho hắn truyền âm, để hắn cũng phái người sẽ được tài nguyên đưa về trong tộc, nếu là có thể để Lục Ca hoặc là Ngũ Ca tỉnh lại, tiến vào Tử Tiêu Động Thiên, đến lúc đó, Lục Minh hay là Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc, hết thảy muốn chết. Nguyên Cửu Cực nói, sắc mặt rất là dữ tợn. Lập tức, Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực, phái ra cao thủ, mang theo đại lượng tài nguyên, cưỡi độ dược phi chu, rời đi Tử Tiêu Động Thiên. Ở nơi này bên trong Tử Tiêu Động Thiên, là tùy thời có thể rời đi, chỉ cần cưỡi độ dược phi chu liền có thể. Sau đó, bọn họ lại truyền một đầu tin tức, mục tiêu là Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực Thất Ca, Nguyên Bảy Cực. Một bên khác, Thiên Nhân tộc vị trí. Gia Bất Hủ cùng Thiên Nhân tộc một số cao thủ cũng đang nghị sự. Còn chưa phát hiện, Nguyên Thần Trà tung tích sao? Gia Bất Hủ hỏi, sắc mặt âm trầm. Lần trước một trận chiến, hắn thế mà bị Lục Minh áp chế, cho dù lấy hắn thâm trầm tâm tư, đoạn này thời gian cũng một mực tâm tình không khoái. Lục Minh quật khởi quá nhanh, nhưng hắn vị này sống năm tháng vô tận bá chủ, đều cảm giác được áp lực cực lớn. Nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, mới có thể triệt để đánh giết Lục Minh. Mà, Nguyên Thần Trà, chính là một loại có thể khiến cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên bảo vật tuyệt thế. Bởi vì, Nguyên Thần Trà có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến vào thần chủ đỉnh phong. Từ thần chủ cửu trọng, tiến vào thần chủ đỉnh phong, bình thường đến giảng, là rất khó dùng bảo vật hoặc là tài nguyên đều trồng, nhất định phải bản thân chậm rãi cảm ngộ, từ từ tích lũy, nước chảy thành sông đạt tới. Coi như thiên phú khá hơn nữa yêu nghiệt, cũng khó chạm một cái mà thành. Nhưng là, đại thiên vũ trụ, không thiếu cái lạ, tạo hóa vô tận, Nguyên Thần Trà, hết lần này tới lần khác liền có thể nghịch thiên mà đi, có thể khiến cho thần chủ cửu trọng sinh linh, nhanh chóng đột phá thần chủ cửu trọng. Bất quá, Nguyên Thần Trà quá mức hiếm thấy cùng chân quý, chỉ ở cổ lão điển tịch xuất hiện qua, hiện thực không người chân chính gặp phải đến. Chuẩn xác mà nói, Nguyên Thần Trà cũng là một loại nguyên cấp thần dược, một loại đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, giống như sinh linh đồng dạng, có thể tự do hành động. Trước đó, ở Tử Tiêu Động Thiên mặt khác một chỗ di tích, Gia Bất Hủ liền trong lúc vô tình phát hiện, Nguyên Thần Trà, một đường truy tung Nguyên Thần Trà, mới đi đến được nơi đây. Không sai, Gia Bất Hủ cũng không phải là cố ý tới chỗ này, mà là truy tung Nguyên Thần Trà mà đến. Đáng tiếc, Nguyên Thần Trà một đến chỗ này, liền tiến vào khí mạch bên trong không thấy tung tích, Gia Bất Hủ đoạn này thời gian, một mực phái người tìm kiếm. Hiện trường Thiên Nhân tộc, đều rối rít lắc đầu, biểu thị không có tìm được. Gia Bất Hủ sắc mặt, càng thêm âm trầm, trên người có một cỗ kinh khủng khí tức đang tràn ngập, để mặt khác Thiên Nhân tộc đại khí cũng không dám thở. Đúng lúc này, Gia Bất Hủ giật mình, vung tay lên, một khối truyền âm ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Là có người cho hắn truyền tin tức, hắn linh thức quét qua, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Phát hiện Nguyên Thần Trà tung tích, các ngươi theo ta đi, nhớ ký giữ bí mật, không nên để cho Á Tiên tộc, hoặc là thế lực khác phát hiện. Gia Bất Hủ căn dặn. Đón lấy, Gia Bất Hủ mang theo số ít Thiên Nhân tộc cao thủ, lặng lẽ rời đi. Sau một ngày, Gia Bất Hủ liền mang theo Thiên Nhân tộc cao thủ phản hồi. Hắn trên mặt, mang theo vẻ vui mừng, nhưng lại tràn đầy đáng tiếc. Bàn tay hắn mở ra, hai mảnh màu xanh biếc lá cây, xuất hiện ở trong tay.
Hai cái này phiến lá cây, xem xét cũng không phải là phổ thông lá cây, phi thường thần kỳ, lục quang oánh oánh, trên lá cây phương, có từng đạo hình bóng, đang không ngừng lấp lóe, thời khắc hóa thành đủ loại hoang thú, thỉnh thoảng lại hóa thành đủ loại thần binh. Huyền diệu khó lường, biến hóa ngàn vạn, tựa hồ ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đáng tiếc, vẫn là để nguyên thần trà chạy, chỉ thu được hai mảnh nguyên thần trà lá trà. Gia Bất Hủ nói nhỏ. Gia Bất Hủ trong tay hai mảnh lá cây, chính là nguyên thần trà lá trà. Bất quá cũng đủ rồi, mỗi người một mảnh nguyên thần trà lá trà, liền đủ để đột phá. Gia Bất Hủ tâm lý mặc niệm, sau đó lại nói chờ Gia Cầu Tiên đến chỗ này, nhường hắn tới gặp ta. Là, những người khác lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rút đi, bọn họ biết rõ, Gia Bất Hủ muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Đám người đi rồi, Gia Bất Hủ pha một bình trà, đem một mảnh, nguyên thần trà, lá trà, vứt xuống nước. Lập tức, hương trà nồng đậm, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí, tràn ngập trong không khí, để người nghe một ngụm, liền cảm giác thần thanh khí sảng. Gia Bất Hủ đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, Gia Bất Hủ dừng lại tu luyện, lại pha một bình trà, sau khi uống xong, tiếp tục tu luyện. Theo thời gian trôi qua, dưới mặt đất truyền ra chấn động, càng ngày càng kịch liệt, khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong, đoạn trước nhất một tòa sơn phong, đã xuất hiện một đầu to lớn khe hở, trên núi trận pháp, đã có không ít bể nát. Thời gian vội vàng, Lục Minh từ dưới đất khe hở đi ra, đã qua 3 tháng. Oanh! Đán Đán trên người, truyền ra một cổ khí tức cường đại. Qua 3 tháng tu luyện, Đán Đán tu vi, rốt cục đột phá, đạt đến thần chủ cửu trọng. Bất quá, Lục Minh mang về những cái kia hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược, cũng cơ hồ bị Đán Đán đã tiêu hao hết. Đán Đán đột phá về sau, liền cùng Phao Phao liên thủ, bắt tay vào làm luyện chế loại kia có thể chống đối động thiên thần quang áo giáp. Có phía trước kinh nghiệm, Đán Đán cùng Phao Phao luyện chế, đã quen việc dễ làm, tốc độ luyện chế gia tăng thật lớn. Chỉ là hơn 2 tháng, Đán Đán cùng Phao Phao, liền luyện chế được 8 kiện, tăng thêm trước đó Lục Minh cùng Cốt Ma 2 kiện, bọn họ từng người 1 kiện. Thế nào, chúng ta bây giờ cùng một chỗ tiến vào khí mạch chỗ sâu làm sao? Đem khí mạch chỗ sâu hồng hoang tinh khoáng mạch, một mẻ hốt gọn. Đán Đán hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về khí mạch chỗ sâu phương hướng. Những người khác cũng lộ ra tâm động. Trước đó Lục Minh cùng Cốt Ma, chỉ là đang khí mạch chung quanh dạo qua một vòng, liền thu được giá trị 20 ức bảo vật. Như vậy, đầu này khí mạch chỗ sâu hồng hoang tinh khoáng mạch, sẽ ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên? 100 ức trở lên. Một khi một mẻ hốt gọn, như vậy bọn họ tu luyện tài nguyên, đều có. Lục Minh đồng dạng phi thường tâm động, một khi lấy được đầu này khí mạch tất cả tài nguyên, hắn khẳng định có thể có tài nguyên đột phá thần chủ cửu trọng, chiến lược tăng nhiều. Đến lúc đó cái gì quang tiền vương sứ, hắn đều không để vào mắt. Qua gần nửa năm thời gian, khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang, đã tràn ra rất nhiều, hiện tại bên trong ẩn chứa động thiên thần quang, đã mỏng manh rất nhiều, bọn họ dựa vào Đán Đán luyện chế áo giáp, chưa hẳn không thể xông vào, trước một bước đem bảo vật bên trong vơ vét sạch sẽ. Đi, chúng ta đi thử xem, nếu như thực sự không được, các ngươi liền tiến vào đến ta hồng hoang giới bên trong. Lục Minh căn dặn. Sau đó, bọn họ mặc vào áo giáp, chuẩn bị dọc theo khe hở, tiến vào khí mạch chỗ sâu. Nhưng liền ở Lục Minh bọn họ dự định khi xuất phát, dưới mặt đất phát ra kịch liệt oanh minh, một tiếng kinh khủng tiếng thú gào, từ khí mạch chỗ sâu truyền ra. Đó là... Lục Minh đám người sắc mặt đại biến. Từ khí mạch chỗ sâu truyền ra thú hống, không khỏi để bọn họ nghĩ tới trước đó một con kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Trước đó chỉ là bên ngoài, đều có vậy chờ cự thú, cái kia khí mạch chỗ sâu, có phải hay không cũng có. Bọn họ lập tức ngừng lại. Nói đùa, nếu như tiến vào khí mạch chỗ sâu đụng phải vậy chờ từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, vậy thật vô cùng nguy hiểm, chỉ có hết thảy trốn vào hồng hoang giới bên trong đi. Còn tốt, bọn họ muộn một bước xuất phát. Hống hống hống. Đón lấy, khí mạch chỗ sâu, thú hống không ngừng, nồng nặc động thiên thần quang, không ngừng xông ra. Bá. Bỗng nhiên, một cái quái vật khổng lồ, từ khí mạch chỗ sâu xông ra, kinh khủng khí tức, đem trọn tòa khí mạch đều bao phủ đi vào. Cái này quái vật khổng lồ, như một cái cự điểu, toàn thân thành tử kim sắc, không hề nghi ngờ, là từ động thiên thần quang ngưng tụ mà thành. Loại này từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, cũng không có bao nhiêu linh trí, đương nhiên, có lẽ là thời gian không đủ, nếu như lại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, nói không chừng có thể đản sinh ra linh trí. Loại này cự thú, trước đó một mực nơi dừng chân ở khí mạch chỗ sâu,
hấp thu động thiên thần quang tăng cường bản thân, bởi vì đại địa sụp đổ, kinh động đến bọn họ bản năng xông ra, bản năng tiến hành điên cuồng công kích. Cái này cự điểu, cũng không ngoại lệ, hắn phi ra về sau, điên cuồng công kích, vô số đáng sợ động thiên thần quang, đánh vào, khí mạch, các nơi, cũng đánh vào ba tòa sơn phong những cái kia trên trận pháp. Những cái kia trận pháp, bộc phát sáng lạng hào quang, ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ quang mang, cùng động thiên thần quang đối kháng, khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong, oanh minh không ngừng, kinh khí bốn phía. Cái kia ba tòa đỉnh núi trận pháp, mặc dù dị thường đáng sợ, bất quá trước đó bởi vì đại địa sụp đổ, khe hở kéo dài, bị xé nứt không ít, khó có thể kháng trụ động thiên thần quang ngưng tụ cự điểu, không ngừng sụp đổ nổ tung. Bất quá, cái kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự điểu, thân thể cũng đang vụt nhỏ lại, quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Lớn khoảng nửa giờ, cái kia cự điểu liền triệt để tiêu tán ra, hóa thành vô hình. Bất quá, cái kia ba tòa sơn phong trận pháp cũng lớn bộ phận bị hủy, coi như còn có còn thừa, cũng chỉ là số ít. Đây hoàn toàn vượt quá thế lực khắp nơi ngoài dự liệu. Lúc đầu, dựa theo dự tính, chờ đại địa tự động sụp đổ, xé rách cái kia ba tòa đỉnh núi trận pháp, tối thiểu còn muốn tính nguyệt chi lâu. Nhưng cứ như vậy, mạnh mẽ trước thời hạn mấy tháng. Lúc này, mọi người ánh mắt đều trở nên phi thường lửa nóng. Đi, theo ta giết tới ngọn núi phía trên đi, phía trên bảo vật, đều là chúng ta. Nguyên cửu cực cùng nguyên bát cực nhau nhau hạ lệnh, mang theo nguyên quang tộc cao thủ, hướng về khí mạch chỗ sâu nhất ba tòa sơn phong phóng đi. Đồng thời, Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc, cũng nhau nhau phóng tới khí mạch chỗ sâu. Chúng ta cũng đi. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người, cũng động thân, xông về khí mạch chỗ sâu. Đột phát biến cố, làm rối loạn Lục Minh bọn hắn kế hoạch. Bọn họ lúc đầu dự định trước đi vào dưới lòng đất, vơ vét khí mạch chỗ sâu bảo vật, sau đó lại đi ngọn núi phía trên, tranh đoạt trên ngọn núi bảo vật. Nhưng bây giờ, không thể không thay đổi kế hoạch. Khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong, tuyệt đối ẩn chứa trọng bảo, khỏi cần phải nói, chỉ nói những cái kia nguyên cấp thần binh chiến giáp, liền giá trị vô lượng. Bọn họ không muốn bỏ qua, nhất định phải đi tranh. Khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong, là thành hình thang sắp xếp, càng đi bên trong, sơn phong lại càng nguy nga. Muốn đi vào tòa thứ hai sơn phong, nhất định phải từ tòa thứ nhất sơn phong thông qua. Mỗi một tòa sơn phong, đều phi thường nguy nga, chiếm diện tích phi thường lớn, thế lực khắp nơi, từ các cái phương hướng khác nhau phóng tới sơn phong, hướng về đỉnh núi phóng đi. Lục Minh bọn họ một nhóm 10 người, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có đán đán ở, có thể nhẹ nhóm né qua những cái kia tản trận, rất nhanh liền tiếp cận đỉnh núi. Hống hống hống. Làm Lục Minh bọn họ tiếp cận đỉnh núi thời điểm, từng tiếng gào thét truyền ra, từng con tuyệt âm thi xuất hiện, thẳng hướng Lục Minh đám người. Ngọn núi này, thế mà tồn tại rất nhiều tuyệt âm thi, liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy trăm con tuyệt âm thi, xông về Lục Minh bọn họ. Ở ngoài vi cái kia mười mấy ngọn núi, chỉ có số ít mấy ngọn núi có tuyệt âm thi, xem ra, cái này trung tâm nhất ba tòa sơn phong, cho dù không có trận pháp, cũng không có như vậy an toàn. Có thể tưởng tượng, ở trên cái kỷ nguyên, ba cái này ngọn núi, cũng là đầu này khí mạch hạch tâm. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn người lấy ra bám vào lam diễm thạch thần binh, hướng về tuyệt âm thi đánh tới. Cầm đầu hơn 10 cái tuyệt âm thi, thực lực phi thường kinh người, đều là có thể so với tối cường thiên quân tồn tại. Nếu như đặt ở hồng hoang vũ trụ, hơn 10 vị có thể so với tối cường thiên quân tồn tại đồng loạt ra tay, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khủng bố chiến lực. Bất quá bây giờ, Lục Minh bọn họ cũng không sợ. Bọn họ thần binh, bám vào lam diễm thạch, có thể khắc chế tuyệt âm thi. Huống hồ, Lục Minh bọn họ chiến lực, xưa đâu bằng nay. Hiu hiu hiu. Lục Minh cùng cốt ma một ngựa đi đầu, nghênh kích mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân tuyệt âm thi. Chiến thần thương chấn động, mũi thương tăng vọt, trong phút chốc đâm ra 6, 7 đạo mũi thương, đem 6, 7 có thể so với tối cường thiên quân chiến lực tuyệt âm thi bao phủ đi vào. Sắc bén mũi thương, hơn nữa lam diễm thạch gia trì, tùy tiện phá mở tuyệt âm thi hộ thể hắc khí, xuyên thủng bọn hắn thân thể. Sau đó, một cỗ lam sắc hỏa diễm, đem tuyệt âm thi bao phủ, nhanh chóng ma diệt bọn họ trên người hắc khí. Một bên khác, cốt ma cũng đồng dạng cường đại, tử kim chiến việt liên tục chém ra, 6, 7 con cường đại tuyệt âm thi, cũng bị trọng thương. Lục Minh bọn họ cũng không có cùng những cái này tuyệt âm thi quá nhiều dây dưa, lấy Lục Minh cùng cốt ma cầm đầu, giống như một thanh lợi nhận, giải khai tuyệt âm thi bao vây, hướng về đỉnh núi nhanh chóng hướng về đi. Phía trước, một người có tuyệt âm thi xuất hiện ngăn cản, cũng may, nơi này cũng không có quá mức đáng sợ tuyệt âm thi, tỉ như loại kia ngân nhãn âm thi.
cho nên cũng không thể ngăn cản Lục Minh đám người. Một lúc sau, Lục Minh bọn họ xuất hiện ở một tòa khổng lồ cung điện. Tòa này cung điện thật rất khổng lồ, bởi vì ngọn núi này đỉnh cao, chỉ có một tòa cung điện liên miên bất tuyệt. Đán Đán cảm ứng một lần, phát hiện cung điện cũng không có cái gì trận pháp về sau, bọn họ liền vọt vào. Nói cũng kỳ quái, làm Lục Minh bọn họ tiến vào đại điện thời điểm, những cái kia tuyệt âm thi cũng không có tiếp tục truy kích, mà là đứng tại đại điện bên ngoài. Cung điện, thông đạo giăng khắp nơi, tạo thành số lớn phòng ốc, thoạt nhìn là cung cấp người cư trú, đáng tiếc, cũng không có thứ gì lưu lại. Bọn họ tìm hơn 10 cái phòng ốc, đều không có phát hiện gì. Thẳng đến bọn họ đi tới một gian đặc biệt rộng rãi đại điện bên trong, mới rốt cục có phát hiện. Bên trong cung điện này, có một cái quang đoàn, lơ lửng giữa không trung. Liếc nhìn lại, không dưới 100 cái. Từng cái quang đoàn bên trong, đều có một bộ quyển trục. Đúng vậy, thuần một sắc quyển trục, cũng không phải là cái gì thần binh bảo vật. Nhưng, Lục Minh đám người con mắt, đột nhiên phát sáng lên. Có đôi khi, quyển trục bên trong ghi lại nội dung, so thần binh càng thêm chân quý. Tỷ như, ghi lại trước kỷ nguyên đủ loại luyện khí thuật, hoặc là ghi chép đủ loại phù văn trận pháp, thậm chí thần binh luyện chế chi đạo, hoặc là hợp kích trận pháp tái thể luyện chế chi pháp các loại. Những cái này, mỗi một loại đều là bảo vật vô giá. Mỗi một dạng, cũng có thể làm cho một cái đại thế lực thực lực bạo tăng, trở thành thâm hậu nhất nội tình. Đây cũng không phải là đơn độc thần binh có thể so, đơn độc thần binh, chỉ có thể một người ích lợi, mà những cái này, cơ hồ có thể làm cho tất cả mọi người được lợi. Đối với một cái đại thế lực phát triển mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bá. Lục Minh thân hình dẫn đầu xông ra, bàn tay một chảo, chụp vào một cái quang đoàn. Quang đoàn lực phòng ngự cũng không mạnh, đoán chừng là trải qua quá lâu tuế nguyệt, uy lực giảm bớt quá nhiều, Lục Minh bàn tay vụt xuống, tùy tiện bắt mở quang đoàn, đem một bộ quyển trục, chộp trong tay. Lục Minh có chút không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Nhưng là sau khi mở ra, Lục Minh có chút phát mộng rồi. Bởi vì bên trong văn tự, Lục Minh một cái cũng không nhận ra. Tất cả đều là trước kỷ nguyên văn tự. Lục Minh tâm lý thán, bất quá cũng không để ý, có thể mang về Diệt Thiên Quân, giao cho chuyên gia nghiên cứu. Từng cái thế lực bên trong, đều có người chuyên môn nghiên cứu trước kỷ nguyên chữ viết. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thông qua đào móc vũ trụ phế khư bên trong điển tịch, qua không ngừng nghiên cứu, trước kỷ nguyên văn tự, cơ hồ đều bị giải mã đi ra. Thậm chí, thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc, đều là trước kỷ nguyên lưu truyền xuống, trong bọn họ, thì có lưu truyền trước kỷ nguyên chữ viết. Xem ra, rời đi từ Tiêu Động Thiên về sau, muốn dành thời gian học tập một lần trước kỷ nguyên văn tự. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Theo tu vi tăng lên, đối với trước kỷ nguyên đồ vật, tiếp xúc càng ngày sẽ càng nhiều, cho nên, học tập trước kỷ nguyên văn tự, 10 điểm tất yếu. Bằng không thì, thật gặp được một chút kỳ ngộ, khả năng đều lấy không được. Tâm niệm vừa động, đem quyển trục thu vào. Sau đó Lục Minh lại đánh về phía mặt khác một bộ quyển trục. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, cũng nhao nhao bắt đầu động thủ, thu thập quyển trục. Rất nhanh, thì có hơn 30 bức quyển trục, rơi vào Lục Minh trong tay bọn họ. Có người. Cẩn thận. Bỗng nhiên, Lục Minh giật mình, cảm giác có người cấp tốc gần sát, ngay sau đó, kinh khủng khí tức, giống như là thủy triều vọt tới, để đại điện bên trong tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Nguyên Quang tộc người. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện, tới, chính là Nguyên Quang tộc người. Nguyên Quang tộc cường giả, cơ hồ đều đến đông đủ. Cầm đầu, chính là Nguyên Cửu Cực cùng Nguyên Bát Cực, còn có 3 vị Quang Tiền Vương Sứ, ngoài ra còn có một chút bố trí hợp kích trận pháp cường giả. Lục Minh. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Nguyên Cửu Cực trong mắt, liền lộ ra lạnh lẽo sát cơ, quát chói tai một tiếng, giết bọn hắn. Giết. 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 Ba cái kia Quang Tiền Vương Sứ, tốc độ nhanh nhất, Nguyên Cửu Cực tiếng nói còn không có rơi xuống, bọn họ 3 người, liền đánh về phía Lục Minh bọn họ, thân thể bọn họ phát sáng, cùng tự thân thần binh kết hợp, phát động đáng sợ công kích. Lục Minh cùng Cốt Ma liền xông ra ngoài, ra tay toàn lực, đem 3 vị Quang Tiền Vương Sứ công kích cản lại. Oanh, oanh, mấy tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát, năng lượng cuồng bạo, quét sạch 4 phía đại điện, trực tiếp đem đại điện đánh xuyên, nổ ra từng cái đại lỗ thủng, toái thạch vảy ra. Những tòa đại điện này, nguyên bản hết sức cứng rắn, đáng tiếc đi qua quá lâu, đều mục nát, ngăn không được Lục Minh đám người công kích. Hơn nữa, năng lượng cường đại, đánh tan những chùm sáng kia, bất quá, những cái kia quyển trục, không biết bởi vì có quang đoàn bảo hộ,
vẫn là bản thân phi thường cứng rắn, cũng không có bị hư hao, nhưng là đang kích động năng lượng bên trong, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Lục Minh cùng Cốt Ma hai người thân hình nhanh lùi lại. Đi! Lục Minh hét lớn một tiếng, vung tay lên, phát động Hồng Hoang giới, đem Tạ Niệm Khanh đám người thu vào bên trong Hồng Hoang giới, sau đó cùng Cốt Ma hướng về một cái bay đi. Nguyên Quang tộc chiến lược, rõ ràng ở trên bọn họ, huống chi Nguyên Quang tộc còn có hợp kích trận pháp còn không có dùng, tự nhiên là chạy là thượng sách. Đuổi theo cho ta! Nguyên Cửu Cực giống to, hạ lệnh truy kích, mà chính hắn, mang theo một số người, bắt đầu bắt lấy những cái kia quyển trục. Bất quá, y nguyên có rất nhiều quyển trục, bay về phía nơi xa. Ba cái quang tiền vương sứ, truy kích Lục Minh cùng Cốt Ma, bất qua nơi này cung điện tung hoành, thông đạo giao thoa, địa thế phức tạp, Nguyên Quang tộc lấy làm tự hào tốc độ, chuẩn bị không thi triển được. Ngược lại là Lục Minh cùng Cốt Ma, tả xung hữu đột, không lâu sau đó, liền sẽ ba cái quang tiền vương sứ, triệt để bỏ rơi. Ba vị quang tiền vương sứ bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Lục Minh cùng Cốt Ma, hất ra ba vị quang tiền vương sứ về sau, tìm một cái địa phương an toàn, đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán đám người, đều phóng ra. Những tên kia, chờ ta tu vi đạt tới thần chủ đỉnh phong, nhất định tìm một cơ hội giết chết bọn họ. Đán Đán phi thường khó chịu nói. Đán Đán đây cũng không phải khoác lác, hắn am hiểu là trận pháp, nếu như hắn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới thần chủ đỉnh phong, sau đó dùng nhiều phí một chút thời gian, lợi dụng một chút vật liệu bày trận, chưa hẳn không thể giải quyết quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Lục Minh nói. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục tại bên trong khu cung điện này đi dạo, đáng tiếc, cái gì cũng không có lấy được. Xem ra, muốn có được thần binh, chỉ có thể dựa vào đằng sau hai ngọn núi, đặc biệt là cuối cùng tòa kia. Đán Đán mở miệng, nói đến phần sau này tòa đỉnh núi, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó bị rung sụp một góc, lộ ra mấy cái bao phủ nguyên cấp thần binh chiến giáp quang đoàn địa phương, chính là cuối cùng này tòa đỉnh núi. Chúng ta đi tòa thứ hai sơn phong. Lục Minh nói. Bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về tòa thứ hai sơn phong đi. Tòa sơn phong này cùng tòa thứ hai sơn phong tầm đó, có một đầu to lớn xích sắt tương liên, cũng là hai tòa sơn phong tầm đó, duy nhất thông đạo. Muốn đi đến tòa thứ hai sơn phong, nhất định phải từ cái này sợi xích sắt thông qua. Bởi vì mảnh này khu vực, ẩn chứa cấm không lĩnh vực, căn bản không có khả năng phi hành, muốn tiến về tòa thứ hai sơn phong, chỉ có từ cái này sợi xích sắt thông qua. Bất quá, làm Lục Minh bọn họ gần sát đầu kia xiềng xích, lại ngừng chân. Bởi vì, khóa một phía khác, bị người ngăn cản. Nguyên Quang tộc. Đúng vậy, vẫn là Nguyên Quang tộc người, bọn họ đã thông qua được xiềng xích, trấn thủ tòa thứ hai sơn phong nơi đó. Rất hiển nhiên, có người nếu như thông qua xiềng xích đi qua, chắc chắn lọt vào đáng sợ công kích. Đáng giận, cái này Nguyên Quang tộc, hiển nhiên là muốn đem những người khác đều chắn ở chỗ này, bọn họ độc chiếm phía sau bảo vật. Đán Đán gầm nhẹ. Muốn hay không giết đi qua. Vạn thần mắt lộ ra hung quang. Bọn họ có hợp kích trận pháp, ra tay toàn lực, đánh đối phương một trở tay không kịp, chưa hẳn không thể lập tức tiến lên. Không dùng, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc, chắc chắn sẽ không cam tâm, chúng ta trước tìm một chỗ ẩn thân, chờ bọn hắn xuất thủ trước. Lục Minh nói. Ý kiến hay, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là có thể. Cốt Ma cười nói. Bọn họ tìm một cái bí ẩn địa phương ẩn thân, đồng thời lại có thể nhìn thấy xích sắt lưỡng đoan tình huống. Sau một thời gian ngắn, ở một phương hướng khác, á tiên tộc người xuất hiện, bất quá, bọn họ cũng không có xuất thủ, mà là cùng Lục Minh bọn họ một dạng, ẩn thân vào chỗ nào đó, chờ đợi những người khác xuất thủ. Sau đó, thiên nhân tộc cũng xuất hiện, bọn họ đồng dạng ẩn thân vu mố. Lão tổ, Nguyên Quang tộc cắt đứt đường đi, chúng ta làm sao bây giờ? Có thiên quân hỏi thăm. Các người nhìn không được xuất thủ. Gia Bất Hủ nói. Lục Minh bọn họ, còn có thiên nhân tộc cùng á tiên tộc lựa chọn, hoàn toàn tương tự, đều muốn các cái khác xuất thủ, bọn họ ngồi không ngư ông đắc lợi. Cho nên, chính là mấy giờ, đều không có người xuất thủ. Oanh! Bỗng nhiên, tòa thứ hai sơn phong, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hào quang trùng thiên, một tòa cung điện nổ tung, toái thạch vẩy ra. Có thể nhìn thấy, mấy đạo to lớn thân ảnh, đang cùng một cái tuyệt âm thi giao phong. Cái này mấy đạo bóng người to lớn, chính là Nguyên Quang tộc 9 người hợp kích trận pháp, tổng cộng có 3 tòa, hợp chiến một vị tuyệt âm thi. Cái này tuyệt âm thi, chính là một tôn ngân nhãn âm thi, chiến lực cường đại, cùng 3 tòa trận pháp không đoạn giao phong, kinh khí tùy ý. Tòa kia cung điện,
Vừa rồi chính là bị hợp kích trận pháp cùng ngân nhãn âm thi giao phong đánh bể. Đó là, giờ phút này, bất kể là Lục Minh bọn họ, hay là Á Tiên tộc, Thiên Nhân tộc người, con mắt đều là sáng lên. Ở tòa này nổ tung cung điện, có 15 cái quang đoàn, có thể nhìn thấy, 15 cái quang đoàn bên trong, phân biệt có một thanh chiến đao. Mỗi một thanh chiến đao bên trên, đều phủ đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn. Hợp kích trận pháp vật dẫn. Không sai, là hợp kích trận pháp vật dẫn, hơn nữa còn là 15 người hợp kích trận pháp vật dẫn. Hợp kích trận pháp vật dẫn càng nhiều, người bày trận thì càng nhiều, uy lực lại càng lớn, cũng liền càng chân quý. 15 người hợp kích trận pháp vật dẫn, hơn nữa còn là Tử Tiêu Động Thiên lưu lại, tuyệt đối là tinh phẩm, có thể nói, giá trị vô lượng. Lục Minh bọn họ, Thiên Nhân tộc, hoặc là Á Tiên tộc, tâm lý đều nhảy lên gia tốc. Đặc biệt là Lục Minh bọn họ cùng Thiên Nhân tộc, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Nhân tộc, đều thiếu khuyết loại này hợp kích trận pháp, nếu là có thể mang về, phái ra 15 vị thần chủ đỉnh phong tồn tại bảy trận, uy lực tuyệt đối sẽ phi thường kinh người, để bọn hắn nhất phương chiến lược tăng vọt, cái gì tối cường thiên quân, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Nhưng là, Nguyên Quang tộc thủ ở nơi đó, làm sao vượt qua? Lúc đầu nghĩ trước ẩn giấu thực lực, chờ thời khắc mấu chốt xuất thủ, xem ra, là không giấu được. Thiên Nhân tộc bên kia, ra Bất Hủ nói nhỏ, sau đó phân phó nói, các ngươi trước ẩn thân ở chỗ này, chờ tin tức của ta. Nói xong, Gia Bất Hủ dậm chân mà ra, hướng về Xích Sắt đi đến. Gia Bất Hủ muốn ra tay. Gia Bất Hủ vừa đi ra khỏi, liền bị Lục Minh đám người, còn có A Tiên tộc người phát hiện. Gia Bất Hủ lại dám một người xuất thủ, hắn ở đâu ra lực lượng? Tạ Niệm Khanh nói, Gia Bất Hủ chiến lực, cũng thì tương đương với Quang Tiền Vương Sứ, mà thôi, coi như dựa vào thần binh ưu thế, so với bình thường Quang Tiền Vương Sứ mạnh, vậy cũng mạnh phi thường có hạn. Chỉ cần đối phương xuất thủ hai tôn Quang Tiền Vương Sứ, cũng đủ để chấn áp Gia Bất Hủ. Huống chi, bên kia có ba tôn Quang Tiền Vương Sứ, còn có thật nhiều hợp kích trận pháp, hoàn toàn không phải Gia Bất Hủ có thể chống lại, Gia Bất Hủ lại dám xuất thủ. Lục Minh lông mày nhíu lên, lấy hắn đối Gia Bất Hủ hiểu rõ, Gia Bất Hủ không phải loại này xúc động người, hắn muốn xuất thủ, hơn phân nửa là có nắm chắc. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Gia Bất Hủ chiến lực tăng vọt. Thiên Nhân tộc người. Ha ha, thực sự là tự tìm cái chết. Nguyên Cửu cực cười lạnh. Hắn lúc đầu muốn đợi, là Lục Minh bọn họ, không nghĩ tới chờ đến một cái Thiên Nhân tộc. Bất quá không quan trọng, giết là được. Gia Bất Hủ dậm chân hướng về phía trước, rơi vào Xích Sắt bên trên, từng bước một, không nhanh không chậm hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, liền muốn thông qua Xích Sắt, đi tới tòa thứ hai Sơn Phong. Giết! Nguyên Bát Cực vung tay lên. Vù vù! Nguyên Bát Cực thủ hạ. Hai vị Quang Tiền Vương Sứ xuất thủ, như hai đạo lưu quang đồng dạng, đánh tới Gia Bất Hủ. Hai người chùm sáng tóc, giống như mấy ngàn đạo lợi kiếm, muốn đem Gia Bất Hủ xuyên thủng thành tổ ong vỏ vẽ. Đối mặt hai vị Quang Tiền Vương Sứ lăng lệ công kích, Gia Bất Hủ sắc mặt, y nguyên bình tĩnh, không hề bận tâm. Làm mấy ngàn đạo chùm sáng tóc gần sát lúc, Gia Bất Hủ xuất thủ. Oanh! Gia Bất Hủ trên người, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Làm cho hư không nổ tung, thiên địa thất sắc. Trong tay hắn, đã sớm xuất hiện một thanh chiến kiếm, không hề nghi ngờ, là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, không kém gì Lục Minh chiến thần thương. Bá! Gia Bất Hủ thân thể liền xông ra ngoài, chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Kiếm quang chém ra, những cái kia chùm sáng tóc, không ngừng vỡ nát, trong phút chốc, mấy ngàn cây chùm sáng tóc toàn bộ nổ tung, kiếm quang không ngừng, tiếp tục chém về phía hai cái Quang Tiền Vương Sứ. Hai cái Quang Tiền Vương Sứ kinh hãi, thân hóa hào quang, ra tay toàn lực chống đối. Ầm ầm. Hai tiếng oanh minh về sau, hai cái Quang Tiền Vương Sứ thân thể như diều đứt dây, hướng về phía sau nhanh lùi lại, trên người của bọn hắn quang mang ảm đạm, khí tức uể oải không ít. Khống quang giả, đây là khống quang giả thực lực. Một cái Quang Tiền Vương Sứ khiếp sợ giống to, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc chấn kinh. Mặt khác Nguyên Quang tộc, như Nguyên Cửu Cực, Nguyên Bát Cực đám người, đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ có là Nguyên Quang tộc, Lục Minh bọn họ, Á Tiên tộc người, tâm lý đồng dạng đại chấn. Thần chủ đỉnh phong, Gia Bất Hủ đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Đán đán kinh hô. Làm sao lại nhanh như vậy, theo lý thuyết, thần chủ cửu trọng đột phá đến thần chủ đỉnh phong, cần thời gian dài tích lũy, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là như Gia Bất Hủ loại này luân hồi chuyển thế người, cũng không khả năng nhanh như vậy. Đường Quân cũng khiếp sợ mở miệng, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi.
Nàng cũng là luân hồi chuyển thế người, kiếp trước cũng là bản nguyên cảnh tồn tại, biết rõ thần chủ cửu trọng đến thần chủ đỉnh phong có bao nhiêu khó khăn, mặc cho ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không khả năng một lần là xong, liền xem như luân hồi chuyển thế người, cũng giống như vậy. Tạ Niệm Khanh cũng là luân hồi chuyển thế người, nàng tu vi, gần ngàn năm trước đó, thì đến được thần chủ cửu trọng, thế nhưng là đã nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn không có đột phá. Thần chủ đỉnh phong ra bất hủ. Lục Minh nói nhỏ, cùng Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cốt Ma đám người liếc nhau một cái, hai bên trong mắt, đều viết đầy ngưng trọng. Thần chủ cửu trọng ra bất hủ, chiến lược liền phi thường khủng bố, tương đương với một tôn quang tiền vương sứ, thậm chí còn mạnh một tia. Như vậy, đột phá đến thần chủ đỉnh phong ra bất hủ, chiến lược không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Vừa rồi chỉ là một chiêu, liền đánh lui đả thương hai vị quang tiền vương sứ, có thể thấy được lốm đốm. Đụng, đụng. Đánh lui kích thương hai vị quang tiền vương sứ về sau, ra bất hủ bước chân liền đạp xích sắt, như một vệt sáng, phóng tới tòa thứ hai sơn phong. Nguyên quang tộc không ít người, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể không khỏi lui lại. Bày trận, 21 người hợp kích trận pháp. Nguyên cửu cực giống to. Lập tức, ở bên cạnh hắn, có 21 vị cao thủ thân hình lấp lóe, bày ra một tòa hợp kích trận pháp, hóa thành một thanh chiến kiếm, chém về phía ra bất hủ. Thiên nhân chi kiếm, tinh thần bảo. Ra bất hủ thanh âm trầm thấp vang lên, một kiếm chém ra, hư không bên trong, xuất hiện một cái đại tinh. Đại tinh kịch liệt bành trướng, cùng nguyên quang tộc hợp kích trận pháp ngưng tụ chiến kiếm đụng vào nhau, sau đó oanh một tiếng nổ tung lên, tạo thành kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thanh kia hợp kích trận pháp ngưng tụ chiến kiếm, không ngừng rung động, thế mà hướng về phía sau bay đi. Uy lực thật là khủng khiếp. Hiện trường tất cả mọi người tâm lý cuồng loạn. Ra bất hủ một chiêu này, rõ ràng là nguyên thuật, hơn nữa còn là trước kia không có thi triển qua nguyên thuật, uy lực cường đại, càng là ở phía xa thiên nhân chi kiếm nguyệt chi thương cùng dương chi diệt, phía trên. Hiển nhiên, phía trước hai chiêu, am hiểu hơn quần thể công kích, mà cái này một chiêu, đơn thể uy lực công kích tuyệt luân. Rất có thể ra bất hủ trước đó không thi triển ra được, chờ đột phá đến thần chủ đỉnh phong, mới có thể thi triển đi ra. Thế mà có thể đem nguyên quang tộc 21 người hợp kích trận pháp đánh lui, uy lực thật vượt quá tưởng tượng. Lão tổ vô địch, thiên nhân tộc người, hưng phấn hết sức, nguyên một đám kích động toàn thân phát run. Thần chủ cảnh, lại có chiến lược như vậy, thử hỏi thiên hạ ai có thể so sánh. Ra bất hủ nắm lấy cơ hội, vọt qua, trực tiếp vượt qua xích sắt. Thiên nhân chi kiếm, nguyệt chi thương. Ra bất hủ trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, một kiếm chém ra, một đạo không trọn vẹn nguyệt quang, xuất hiện ở trong hư không, tản mát ngàn vạn quang huy, đem tất cả nguyên quang tộc người, đều bao phủ đi vào. Mỗi một vệt sáng, đều là một đạo đáng sợ kiếm quang. Tất cả nguyên quang tộc cao thủ, lông tơ nổ tung dựng lên, cảm giác được uy hiếp chí mạng, bọn họ trùm sáng tóc điên cuồng vũ động. Hơn 1000 nguyên quang tộc trùm sáng tóc cùng nhau múa động, đan vào một chỗ, tạo thành gió thổi không lọt phòng ngự tường, bất quá, ở đây nguyên quang tộc tu vi dù sao cao thấp không đều, trùm sáng tóc uy lực, cũng cao thấp không đều, có chút thực lực mạnh, tự nhiên đem ra bất hủ công kích cản lại, có chút tu vi yếu, lại ngăn không được, trùm sáng tóc bị đánh xuyên, bọn hắn thân thể, cũng bị kiếm quang đánh xuyên. Lập tức, tối thiểu có trên 100 vị nguyên quang tộc bị đánh giết. Mặt khác nguyên quang tộc người kinh khủng, điên cuồng lui lại. Cái này ra bất hủ, làm việc thật đúng là quyết đoán, quả nhiên là một cái kiêu hùng. Ngay cả Lục Minh, đều không được không cảm thán. Mặc dù cùng ra bất hủ là quan hệ thù địch, nhưng là không thể không thừa nhận, ra bất hủ người này, là một cái đại địch, làm việc quyết đoán, đối mặt nguyên quang tộc bậc này cấm địa sinh linh, nói giết liền giết, hơn nữa một giết chính là hơn 100 người. Phải biết, cứ như vậy, liền sẽ nguyên quang tộc làm mất lòng, về sau khẳng định phải lọt vào nguyên quang tộc trả thù. Nhưng Lục Minh cũng minh bạch một cái đạo lý, bất kể là thiên nhân tộc, á tiên tộc, hay là bọn họ diệt thiên quân hoặc là ác ma, cùng cấm địa sinh linh, vốn chính là quan hệ thù địch, liền không coi là tội, sớm muộn cũng sẽ sinh tử chém giết. Ngươi không giết bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Nhưng minh bạch đạo lý là một chuyện, có dám hay không như vậy quả quyết làm, lại là một chuyện khác. Người bình thường đều sẽ ôm lòng chờ may mắn bên trong, không dám đem cấm địa sinh linh vào chỗ chết đắc tội. Đánh lui nguyên quang tộc về sau, ra bất hủ thân hình lóe lên, xông về cái kia 15 thanh chiến đao, rất rõ ràng, ra bất hủ là hướng về phía cái này 15 thanh chiến đao đi. Một bộ 15 người hợp kích trận pháp, tác dụng quá lớn, nếu như tìm 15 vị thần chủ đỉnh phong nhân vật bày trận, chiến lược chí ít có thể so với một tôn quang tiền vương sứ, thậm chí còn không ngừng.
Ở nơi này bản nguyên không gian niên đại, một tôn tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, đều là đỉnh cao nhất chiến lực, có thể ảnh hưởng một phương chiến cuộc, lại càng không cần phải nói Quang Tiền Vương sứ cấp bậc chiến lực. Hoàn toàn là một phe thế lực trụ cột, chiến lực nồng cốt, trình độ chân quý, không cần nói cũng biết. Bằng không thì, Gia Bất Hủ cũng sẽ không bốc lên triệt để làm mất lòng Nguyên Quang tộc hậu quả, quyết đoán xuất thủ. Ngăn trở hắn cho ta. Bày trận cho ta. Nguyên Cửu Cực cùng Nguyên Bát Cực đồng thời giống to. Cái kia ba tòa vốn là cùng Ngân Nhãn Âm Thi đại chiến chín người hợp kích trận pháp, lập tức đổi phương hướng, đánh tới Gia Bất Hủ. Thiên Nhân Chi Kiếm, Dương Chi Diệt. Gia Bất Hủ lại là một kiếm chém ra, một vòng mặt trời xuất hiện ở không trung, ánh nắng vạn trượng. Gia Bất Hủ vừa ra tay, chính là nguyên thuật. Một vòng mặt trời, chiếu xuống vạn trượng hào quang, mỗi một đạo hào quang, đều là một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều cực nóng hết sức, có thể đốt cháy vạn vật. Loại này công kích, là lớn phạm vi công kích, là không khác biệt công kích, lập tức đem ba tòa chín người hợp kích trận pháp, còn có cái kia chỉ Ngân Nhãn Âm Thi, đều bao phủ đi vào. Đương đương đương. Ba tòa chín người hợp kích trận pháp, cùng nóng bỏng kiếm quang không ngừng va chạm, trong chớp mắt, liền giao phong mấy trăm lần, cuối cùng, trong đó hai tòa chín người hợp kích trận pháp nhanh lùi lại, quang mang ảm đạm, những cái kia người bố trận, đồng thời cuồng thổ máu tươi, bị trọng thương. Còn có một tòa chín người hợp kích trận pháp, thì càng thảm, trực tiếp bị đánh tan, trận pháp vỡ nát, bảy trận chín người, bị ngàn vạn kiếm quang xuyên thủng, trực tiếp vẫn lạc. Chín người bảy trận sử dụng vật dẫn, cũng không có hư hao, bị Gia Bất Hủ vung tay lên thu vào. Cái kia Ngân Nhãn Âm Thi, hộ thể hắc khí cũng bị xuyên thủng, thân thể bị xuyên thủng ra gần 100 cái thật nhỏ lỗ kiếm. Bất quá, Ngân Nhãn Âm Thi sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không có vẫn lạc, toàn thân hắc khí phun trào, những cái kia lỗ kiếm, đang nhanh chóng khôi phục. Đáng chết! Nhìn thấy một màn này, Nguyên Cửu Cực đỏ ngầu cả mắt. Vừa rồi tòa kia chín người hợp kích trận pháp, thế nhưng là hắn thuộc hạ. Cho dù là ở Nguyên Quang tộc, một bộ chín người hợp kích trận pháp vật dẫn, cũng là phi thường chân quý, cứ như vậy rơi vào Gia Bất Hủ trong tay, thật sự là tổn thất thật lớn. Giờ này khắc này, Gia Bất Hủ ở Nguyên Cửu Cực trong lòng hận ý, gần với Lục Minh. Lúc này, Gia Bất Hủ đang muốn xuất thủ, đem cái kia 15 thanh chiến đao lấy đi. Nhưng lúc này, một đạo to lớn kiếm quang, chém về phía hắn. Là Nguyên Cửu Cực bộ hạ, cái kia 21 người bố trí hợp kích trận pháp. Đối mặt 21 người bố trí trận pháp, cho dù là bây giờ Gia Bất Hủ, cũng không thể không ngưng thần ứng chiến. Oanh! Song phương lại đối một chiêu, chấn động toàn bộ khí mạch, hư không lay động, ngọn núi chấn động càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, Nguyên Bát Cực thủ hạ, cũng có 21 người thân hình lấp lóe, bày ra một tòa đại trận. Không sai, Nguyên Bát Cực thủ hạ, cũng phải một tòa 21 người hợp kích trận pháp, hào quang trùng thiên, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến đao. Chiến đao phá không, cũng giết hướng Gia Bất Hủ. Oanh! Gia Bất Hủ ra tay toàn lực, cùng cái này một thanh khổng lồ chiến đao đối một chiêu. Liên tục cùng hai tòa 21 người hợp kích trận pháp đại chiến, cho dù là Gia Bất Hủ, cũng khó có thể địch nổi, không khỏi thân hình nhanh lùi lại, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem phía dưới mặt khác một tòa cung điện phá hủy. Đó là... Rất nhiều người con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì tòa này nổ nát cung điện, cũng có nguyên một đám quang đoàn, tổng cộng 12 cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, có một thanh che kín phù văn trường thương. Lại là một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn. Tòa này sơn phong, cùng phía trước một tòa sơn phong không giống nhau. Trước mặt ngọn núi phía trên, là một tòa thật to cung điện, nối liền cùng một chỗ. Mà phía trên ngọn núi này cung điện, là tách ra, tối thiểu có vài chục tòa, phân tán ở rộng lớn trên đỉnh núi. Chẳng lẽ mỗi trong một tòa điện vũ, đều có một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn? Rất nhiều người tim đập rộn lên, nếu là như vậy, vậy thật là giá trị vô lượng a. Cho dù là Nguyên Quang tộc bậc này nội tình thâm hậu chủng tộc, đều động tâm không thôi. Luyện chế hợp kích trận pháp vật dẫn, độ khó quá cao, không chỉ có vật liệu cực kỳ chân quý khó tìm, luyện chế độ khó yêu cầu, cũng cao kinh người. Nếu quả như thật có nhiều như vậy bộ hợp kích trận pháp vật dẫn, là một tòa bảo tàng khổng lồ. Thu cho ta. Gia Bất Hủ hét lớn một tiếng, bàn tay hướng phía dưới một chảo, một cái to lớn móng vuốt ngưng tụ mà ra, đem phía dưới 12 thanh trường thương bao phủ ở bên trong, lực lượng thôi động, bao phủ 12 thanh trường thương quang đoàn, trực tiếp nổ tung. Bá bá bá. 12 thanh trường thương, cùng một chỗ hướng về Gia Bất Hủ bay đi, bị Gia Bất Hủ thu vào. Tự tìm cái chết, giết hắn cho ta.
Nguyên Bát Cực hét lớn một tiếng. Hai tòa kia 21 người hợp kích trận pháp, phân biệt ngưng tụ thành nhất đao nhất kiếm, trước sau đánh tới ra bất hủ, song phương triển khai quyết đấu đỉnh cao. Mà Nguyên Bát Cực dẫn người, xuất hiện ở cái kia 15 thanh chiến đao phía trên, bắt đầu thu lấy cái này 15 thanh chiến đao. Nguyên Cửu Cực sắc mặt, có chút âm trầm. Cái này 15 thanh chiến đao loại hình trận pháp vật dẫn, hắn cũng muốn, nhưng là hắn hiện tại bộ hạ chiến lực tổn thất rất lớn, đã không cạnh tranh được Nguyên Bát Cực. Đi, theo ta đi. Nguyên Cửu Cực quát khẽ một tiếng, mang theo thủ hạ, hướng về mặt khác một tòa cung điện phóng đi. Có lẽ, nơi này mỗi trong một tòa điện vũ, đều có một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn đây. Vì trận pháp vật dẫn, nhìn hắn không được tiếp tục chấn thủ đầu kia xích sắt. Hống hống hống. Đúng lúc này, ngọn núi này mặt khác một chút cung điện, truyền ra mấy đạo tức giận hống khiếu. Đón lấy, mấy đạo thân ảnh khôi ngô, từ vài tòa cung điện vọt ra. Mấy bóng người này, toàn thân đều bị nồng nặc hắc khí bao phủ, hung thần ác sát, khí diễm ngập trời. Tuyệt âm thi, hơn nữa còn đều là ngân nhãn âm thi. Trên ngọn núi này, thế mà tồn tại nhiều như vậy ngân nhãn âm thi, đã xuất hiện, chính là 4 tôn, tăng thêm trước đó một tôn kia, chính là 5 tôn. Ngân nhãn âm thi, thế nhưng là tương đương với quang tiền vương sứ tồn tại, lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Nguyên Bát Cực Nguyên Cửu Cực đám người sắc mặt cuồng biến. Bày trận, nghênh địch. Nguyên Cửu Cực hét lớn. Dưới tay hắn, chỉ còn lại có Nguyên Ngọc một vị quang tiền vương sứ, khẳng định ngăn không được, nhất định phải dựa vào hợp kích trận pháp. Đồng thời, Nguyên Bát Cực cũng làm cho hắn thủ hạ xuất thủ minh kích. Một trận đài hỗn chiến, bào phát. Cơ hội tốt. Nơi xa, Lục Minh đám người liếc nhau một cái, đều lộ ra ý động. Trước đó bọn họ đều đang ngư ông đắc lợi, vẫn không có xuất thủ, hiện tại, là xuất thủ thời điểm. Những cái kia hợp kích trận pháp, bọn họ tâm động không thôi, đối với hiện trước mắt Diệt Thiên Quân mà nói, quá trọng yếu. Hiện trước mắt vũ trụ các đại thế lực, cấm địa sinh linh không cần nhiều lời, đều là từ trước kỷ nguyên liền tồn tại, nội tình thâm hậu, bản thân liền có được số lớn hợp kích trận pháp. Mã tiên tộc, nội tình cũng thâm hậu kinh người, cũng có hợp kích trận pháp lưu truyền. Ngay cả thiên nhân tộc, hiện tại đều được mấy bộ hợp kích trận pháp, mất thiên quân bên này, trừ bỏ Lục Minh bọn họ chiếm được một bộ hợp kích trận pháp, những người khác không biết tình huống. Có lẽ không thu hoạch được gì cũng khó nói, tiếp tục như vậy, Diệt Thiên Quân cùng thế lực khắp nơi thực lực sai biệt, càng ngày sẽ càng lớn. Thế lực ở giữa so đấu, dựa vào là thực lực tổng hợp nhất định phải mạnh, dựa vào số ít mấy người thực lực, có thể thắng nhất thời, nhưng cuối cùng không thể lâu dài. Tỷ như Lục Minh đánh bại đối thủ, nhưng là Diệt Thiên Quân thực lực tổng hợp không mạnh, cũng chiếm cứ không được cái kia rộng lớn vũ trụ phế khư. Chỉ có thực lực tổng hợp cường đại, mới có thể chiếm cứ càng lớn địa bàn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, các ngươi trước đi vào Hồng Hoang giới. Ta và Cốt Ma hai người tiến lên, chờ thời cơ thích hợp, lại để cho các ngươi đi ra. Lục Minh cho mọi người truyền âm, sau đó để đám người trước đi vào đến bên trong Hồng Hoang giới, mà hắn và Cốt Ma, thân hình lóe lên, như hai đạo lưu quang, xông về xích sắt. Lục Minh cùng Cốt Ma vừa xuất hiện, Nguyên Quang tộc người liền phát hiện bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, bị ngân nhãn âm thi cuốn lấy, nơi nào còn có dư lực ngăn cản Lục Minh cùng Cốt Ma. Rất nhanh. Lục Minh cùng Cốt Ma liền thông qua được xích sắt, hướng về một phương hướng khác phóng đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Lục Minh cùng Cốt Ma vọt tới, Á Tiên tộc bên kia cũng lộ ra ý động. Cuối cùng, Thương Khung cũng mang theo vị kia có thể so với quang tiền vương sứ cao thủ, còn có vài tòa hợp kích trận pháp, hướng về xích sắt phóng đi, cũng tương tự thuận lợi thông qua được xích sắt, tiến vào tòa thứ hai sơn phong. Về phần những người khác, tiếp tục lưu lại tòa thứ nhất sơn phong. Bởi vì phía trước đại chiến, quá kịch liệt, tham dự cao thủ, nhiều lắm, động một chút thì là quang tiền vương sứ cấp bậc chiến lực, ngay cả tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại đi qua, cũng khó khăn có nhúng tay chỗ trống, những người khác đi qua, chẳng phải là chịu chết. Lục Minh cùng Cốt Ma, tốc độ thật nhanh, rất nhanh cách xa chiến trường, xuất hiện ở một tòa cung điện trước. Lục Minh tâm niệm vừa động, Đán Đán từ Hồng Hoang giới phóng ra. Cung điện, không có trận pháp. Đán Đán cẩn thận cảm ứng một lần nói. Sau đó, Lục Minh, Cốt Ma, Đán Đán ba người, thu liếm khí tức, vọt vào cung điện. Thông suốt, bọn họ đi tới điện vũ trung tâm, quả nhiên có phát hiện. 12 cái quang đoàn, bao vây lấy 12 thanh chiến kiếm, mỗi một thanh chiến kiếm phía trên, đều phủ đầy phù văn. Hợp kích trận pháp vật dẫn. Lục Minh, Cốt Ma cùng Đán Đán đều đại hỉ.
Nơi này mỗi trong một tòa điện vũ, thật vẫn có một bộ hợp kích trận pháp vật dẫn. Hơn nữa may mắn chính là, bên trong tòa cung điện này, cũng không nguy hiểm, không có đụng phải tuyệt âm thi. Không do dự, ba người lập tức động thủ, phá trừ quan đoàn, đem 12 thanh chiến kiếm loại hình hợp kích trận pháp vật dẫn, thu vào. Một bộ 12 người hợp kích trận pháp, mang về Diệt Thiên Quân, nếu để cho 12 vị thần chủ đỉnh phong cường giả bày trận, không sai biệt lắm có thể khiến cho Diệt Thiên Quân nhiều một vị quang tiền vương sứ cấp bậc chiến lực, cho dù không bằng, cũng không kém nhiều. Ba người lộ ra hưng phấn, ở tòa này cung điện dạo qua một vòng, xác định không có mặt khác hợp kích trận pháp vật dẫn, liền rời khỏi nơi này, hướng về mặt khác một tòa cung điện đi. Sơn phong nguy nga, diện tích cực lớn, cho dù là đỉnh núi, phạm vi cũng cực lớn, vài chục tòa cung điện phân bố ở đỉnh núi các nơi, hai bên ở giữa khoảng cách vẫn là có một chút. Một lúc sau, Lục Minh, Cốt Ma cùng Đán Đán xuất hiện ở mặt khác một tòa cung điện trước. Đán Đán cảm ứng một lần, vẫn không có trận pháp chấn động, ba người yên tâm đi vào. Quả nhiên, ở chính giữa cung điện chỗ, bọn họ lại phát hiện một tòa hợp kích trận pháp vật dẫn. Vẫn là 12 kiện vật dẫn. Xem ra, như trước đó cái kia 15 thanh chiến đao loại hình trận pháp vật dẫn, vẫn là vô cùng thiếu. Nhưng là, ở 12 kiện hợp kích trận pháp tái thể phía dưới, có một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đột nhiên, cái này một bóng người xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Minh ba người. Con ngươi màu bạc, tràn ngập âm lãnh bạo ngược khí tức, toàn thân bị hắc khí bao phủ. Một tôn ngân nhãn âm thi. Giống. Tôn này ngân nhãn âm thi, phát ra một tiếng bạo hống, toàn thân hắc khí tăng vọt, hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến, lợi chảo liệt không, uy thế khủng bố. Bá. Đán Đán trực tiếp đem một thanh lam diễm thạch bột phấn văng ra ngoài, lam diễm thạch bột phấn, dính ngân nhãn âm thi một thân, lam diễm thạch bột phấn cùng ngân nhãn âm thi trên người hắc khí va chạm, phát ra suy 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 thanh âm. Mà Lục Minh cùng Cốt Ma, đã giết ra ngoài, liên thủ công kích ngân nhãn âm thi. Lục Minh cùng Cốt Ma hai người chiến lực, đều không kém gì một tôn ngân nhãn âm thi, hơn nữa có bám vào lam diễm thạch thần binh, có thể khắc chế ngân nhãn âm thi, coi như ngân nhãn âm thi sinh mệnh lực cường đại tới đâu. Cũng không phải Lục Minh cùng Cốt Ma đối thủ, chỉ là mấy chiêu, ngân nhãn âm thi liền rơi vào hạ phong, bị Lục Minh một thương động đâm thủng thân thể, lam diễm thạch năng lượng, từ ngân nhãn âm thi thể nội bộc phát. Bất quá, ngân nhãn âm thi dù sao không tầm thường, lam diễm thạch đối với phổ thông tuyệt âm thi, có to lớn tác dụng khắc chế, đối với ngân nhãn âm thi, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Ngân nhãn âm thi trên người hắc khí bộc phát, không ngừng làm hao mòn lam diễm thạch hỏa diễm. Đáng tiếc, Cốt Ma công kích cũng đến. Tử Kim Chiến Việt, kém chút đem ngân nhãn âm thi đầu lâu bổ xuống, để ngân nhãn âm thi bị thương càng nặng. Lục Minh cùng Cốt Ma công kích không ngừng, như cuồng phong mưa lớn, không ngừng hướng về ngân nhãn âm thi đánh tới. Ngân nhãn âm thi mặc dù toàn lực chống đối, nhưng hơn 10 chiêu về sau, vẫn là khó có thể chống lại, thân thể bị phân làm mấy khối, hoàn toàn bị đánh giết. Đánh chết ngân nhãn âm thi về sau, đem chọn bộ hợp kích trận pháp vật dẫn thu vào. Đón lấy, ba người cấp tốc rời khỏi nơi này, hướng về mặt khác một tòa cung điện đi. Bất quá, một lần này ba người tới gần điện vũ thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức, hướng về ba người áp đi qua, Lục Minh cùng Cốt Ma còn tốt, Đán Đán như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may Lục Minh cùng Cốt Ma kịp thời tương trợ, thay Đán Đán chặn lại cỗ này khí tức đại bộ phận uy lực, hơn nữa lôi kéo Đán Đán cấp tốc lui lại. Điện vũ môn cửa, xuất hiện một bóng người, ánh mắt như tinh thần, sát cơ lãnh như xương. Gia Bất Hủ. Từ cung điện xuất hiện thân ảnh, lại là Gia Bất Hủ. Lục Minh, rốt cuộc đợi đến các ngươi. Gia Bất Hủ lạnh lùng mở miệng. Rất hiển nhiên, Gia Bất Hủ không biết dùng phương pháp gì, thoát khỏi nguyên quang tộc cao thủ, sớm đi đến tòa này cung điện, đem cung điện hợp kích trận pháp vật dẫn lấy đi, hơn nữa mai phục tại nơi này, mục đích đúng là chờ Lục Minh bọn họ mắc câu. Hiển nhiên, lúc trước hắn cũng nhìn thấy Lục Minh cùng Cốt Ma đi tới ngọn núi này. Bày trận, Lục Minh, Cốt Ma, lợi dụng hợp kích trận pháp cản hắn. Đán Đán kêu to. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đán Đán tiếng nói còn chưa rơi xuống, Gia Bất Hủ liền xuất hiện. Thiên nhân chi kiếm, dương chi diệt. Gia Bất Hủ vừa ra tay, chính là đáng sợ nguyên thuật, một vòng mặt trời hiện lên, vạn trượng hào quang chiếu xuống, vô tận kiếm quang đâm về phía Lục Minh, Cốt Ma cùng Đán Đán. Đán Đán, lui ra phía sau. Lục Minh hét lớn, dậm chân hướng về phía trước, đem Đán Đán bảo hộ ở sau lưng, một trường vỗ ra, một mảnh đại lục ngưng tụ mà ra, ngăn tại đám người trên không, tiếp lấy chiến thần thương điên cuồng vũ động lên, kín không kẽ hở,
giống như Trọng Trọng tấm chắn. Cốt Ma cũng ra tay toàn lực, đánh ra Trọng Trọng phòng ngự, thậm chí hắn thân thể nhanh chóng biến lớn, dùng thân thể chống đối đầy trời kiếm quang. Phốc phốc phốc, Hồng Hoang thức ngưng tụ đại lục, trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng, xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ kiếm, sau đó sụp đổ. Nóng bỏng kiếm quang không ngừng, cùng Lục Minh cùng Cốt Ma đụng vào nhau, vang lên dày đặc tiếng va chạm, tiếp lấy hai người thân hình nhanh lùi lại. Cốt Ma hoàn hảo một chút, Gia Bất Hủ cũng không dùng công kích linh hồn, hắn dựa vào kiên cố bất hủ thân thể tiếp tục chống đỡ. Lục Minh liền không có dễ chịu như vậy, liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể khỏe mạnh mấy nơi đều bị kiếm quang xuyên thủng. Bày trận A. Đán đán giống to. Hiện tại Gia Bất Hủ, quá kinh khủng, dựa vào Lục Minh cùng Cốt Ma, căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả đào mệnh đều là vấn đề. Gia Bất Hủ tu vi ở thần chủ cửu trọng thời điểm, chiến lực chính là quang tiền vương sứ cấp bậc, tăng thêm một thân đỉnh cấp thần binh, chiến lực phi thường khủng bố. Mà đột phá thần chủ đỉnh phong về sau, chiến lực tăng vọt càng thêm lợi hại. Lúc đầu thần chủ cửu trọng cùng thần chủ đỉnh phong thì có khoảng cách rất lớn. Lục Minh cùng Cốt Ma cho dù liên thủ, cũng cùng Gia Bất Hủ chênh lệch rất lớn, bọn họ chỉ có bố trí xuống 10 người hợp kích trận pháp mới có thể chống lại một phen. Lục Minh cũng không do dự, vung tay lên, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Phao Phao đám người, nhao nhao từ Hồng Hoang giới xuất hiện. Vừa xuất hiện, bọn họ không có chút nào trì hoãn, lập tức liền bắt đầu bày trận, 10 người hợp kích trận pháp bày trận mà ra, tạo thành một tôn to lớn thân ảnh, thân xuyên hắc sắc chiến giáp phủ đầy gai ngược, cầm trong tay một thanh chiến kích, hình tượng thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Cùng thiên nhân tộc lấy được hợp kích trận pháp, triển hiện hiệu quả, có sự bất đồng rất lớn. Cùng lúc đó, Gia Bất Hủ công kích cũng đến. Lần này, Gia Bất Hủ dùng ra càng kinh khủng hơn nguyên thuật, đơn thể công kích nguyên thuật, thiên nhân chi kiếm tinh thần bảo. Một hành tinh khổng lồ, hướng về Lục Minh bọn họ áp đi, đại tinh không ngừng phun trào, có thể tưởng tượng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Lục Minh bọn họ điều khiển hắc giáp chiến sĩ, thân hình hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, đồng thời chiến kích ra sức chém ra. Oanh! Chiến kích chém vào tinh thần phía trên, tinh thần rời đi nổ tung, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng. Hắc giáp chiến sĩ thân thể rung mạnh, hướng về phía sau lùi gấp, người bố trận như Đán Đán, Phao Phao, Lăng Vũ Vi chờ tu vi tương đối yếu, sắc mặt trắng nhợt, kém chút thổ huyết. Bất quá, Gia Bất Hủ công kích, cuối cùng bị chặn lại. Thật là mạnh lực công kích. Lục Minh đám người, tâm lý âm thầm kinh hãi. Phải biết, bọn họ trước kia bố trí xuống hợp kích trận pháp thời điểm, có thể tùy tiện áp chế Nguyên Ngọc vậy chờ quang tiền vương sứ. Mà lúc kia, Đán Đán, Phao Phao đám người tu vi, còn không có đạt tới thần chủ bát trọng, bọn họ hợp kích trận pháp, uy lực còn không có hiện tại mạnh như vậy. Hiện tại hợp kích trận pháp uy lực mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt Gia Bất Hủ, đã có loại không địch nổi cảm giác. Có thể thấy Gia Bất Hủ chiến lực mạnh bao nhiêu. Đi! Chặn lại Gia Bất Hủ một chiêu về sau, Lục Minh bọn họ điều khiển hắc giáp chiến sĩ, thả người nhanh chóng thối lui. Mặc dù bố trí xuống hợp kích trận pháp, có thể kháng trụ Gia Bất Hủ công kích, nhưng cũng là tạm thời, hợp kích trận pháp đối với lực lượng tiêu hao là phi thường lớn, đặc biệt là Đán Đán, Phao Phao, Đường Quân, Lăng Vũ Vi cùng Vạn Thần mấy người, đều chỉ có thần chủ bát trọng tu vi, một thân lực lượng, sẽ rất nhanh hao hết. Bọn họ muốn ở lực lượng hao hết tầm đó, hất ra Gia Bất Hủ. Muốn đi. Gia Bất Hủ trong mắt lấp lóe lạnh lùng sát cơ, đối với Lục Minh, hắn sát cơ so với ai khác đều nồng đậm. Đã ra khỏi một cái cấm kỵ kiếm tổ, hắn không muốn ra lại một cái Lục Minh. Cấm kỵ chi thể càng mạnh, đối bọn hắn thiên nhân tộc ảnh hưởng, quá lớn. Gia Bất Hủ dậm chân mà ra, như là một vệt sáng, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo, chiến kiếm vung ra, từng đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về hắc giáp chiến sĩ chém đi. Bất quá, đây không phải nguyên thuật, chỉ là thông thường công kích, bị Lục Minh bọn họ tùy tiện đỡ được. Cho dù là Gia Bất Hủ, cũng không khả năng một mực thi triển nguyên thuật, đối với lực lượng tiêu hao, cũng là phi thường kinh người. Cho dù là Gia Bất Hủ đối với bản thân lực lượng khống chế, đã đạt đến đỉnh phong, sẽ không lãng phí một tí, cũng không khả năng một mực thi triển. Chỉ có chờ khoảng cách rút ngắn thời điểm, mới có thể thi triển. Song phương bên cạnh chiến vừa đi, trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm. Thiên nhân chi kiếm, tinh thần bảo. Làm khoảng cách song phương rút ngắn thời điểm, Gia Bất Hủ lại là một chiêu đáng sợ nguyên thuật. Một vòng tinh thần áp hướng hắc giáp chiến sĩ, tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt. Lục Minh bọn họ, chỉ có thể nghênh kích. Oanh! Một chiêu này đối bính về sau,
Hắc giáp chiến sĩ lần thứ hai nhanh lùi lại, thân thể run rẩy, trên người quang mang, lờ mờ đi rất nhiều. Không ổn à. Lục Minh đám người tâm lý chìm. Tiếp tục như vậy, bọn họ kháng không được mấy chiêu, đán đán bọn họ lực lượng, sẽ hao hết. Lực lượng một hao hết, trận pháp thì sẽ tan biến. Nhưng nhìn bộ dạng này, ở trận pháp tán loạn trước đó, bọn họ rất khó hất ra ra bất hủ. Chúng ta tiến vào trong cái khe. Lục Minh cho người khác truyền âm. Hiện tại, nhất định phải liều một cái, hắn muốn đi vào trong cái khe, mượn nhờ khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang, hất ra ra bất hủ. Mặc dù bây giờ không phải tiến vào khí mạch chỗ sâu thời điểm tốt, bởi vì lúc trước cái kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự điểu xông ra, để khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang lại bạo động lên đồng dạng, lúc này khí mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng có nồng nặc động thiên thần quang xông ra, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, bọn họ có đán đán luyện chế áo giáp, chưa hẳn không thể liều một phen. Tốt, cứ làm như thế. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cốt Ma đám người, nhao nhao truyền âm đồng ý. Bá. Hắc giáp chiến sĩ hướng về sơn phong một bên phóng đi, bên kia thì có một đầu khe hở. Gia Bất Hủ cấp tốc truy kích, song phương liên tục giao thủ mấy chiêu về sau, Gia Bất Hủ lại là một chiêu nguyên thuật, tinh thần bảo. Lần này, đán đán, Đường Quân đám người trong miệng máu tươi cuồng phún, trận pháp kém chút sụp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá lúc này, bọn họ cự ly này đầu khe hở, không xa. Bọn họ điều khiển hắc giáp chiến sứ, một đầu tiến vào đầu trong cái khe. Sau đó hướng về dưới cái khe phương nhanh chóng hướng về đi. Muốn mượn động thiên thần quang cản ta sao? Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, bất quá, là đừng mơ tưởng. Gia Bất Hủ lạnh lùng mở miệng, không chút do dự, cũng đi theo Lục Minh bọn họ vọt vào trong cái khe. Lục Minh bọn họ vọt vào khe hở không lâu, Lục Minh bọn họ liền duy trì không ở hợp kích trận pháp, không khỏi tán loạn ra. Lục Minh vung tay lên, đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người thu vào bên trong hồng hoang giới. Chỉ còn lại có hắn và Cốt Ma ở lại bên ngoài. Bọn họ trên người ăn mặc đán đán lưu lại áo giáp, điên cuồng xông về trước. Hô! Một cỗ động thiên thần quang vọt tới, Lục Minh cùng Cốt Ma một đầu xuyên qua. Hậu phương, Gia Bất Hủ cũng không ngừng chút nào, chiến kiếm không ngừng chém ra sáng lạn kiếm quang, mạnh mẽ bổ ra động thiên thần quang, theo sát Lục Minh phía sau bọn họ. Gia Bất Hủ nghĩ muốn chém giết Lục Minh chi tâm, phi thường kiên quyết, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liên tục qua mấy đạo động thiên thần quang, Gia Bất Hủ đều không hề từ bỏ. Gia hỏa này, thực sự là không muốn sống nữa. Cốt Ma khó chịu nói, hắn đối Gia Bất Hủ thật sự có chút kiêng kỵ, Gia Bất Hủ công kích linh hồn, cũng phi thường đáng sợ, có thể nói là Cốt Ma khắc tinh, để thân thể của hắn lực phòng ngự, đều không được tác dụng. Hướng động thiên thần quang nồng nặc địa phương phóng đi. Lục Minh nói, hai người toàn lực hướng về phía dưới hạ xuống, chuyên môn hướng động thiên thần quang nồng nặc địa phương bay đi. Bất quá, Gia Bất Hủ thực lực thật mạnh phi thường, trừ phi rất nồng nặc động thiên thần quang, một dạng nồng độ động thiên thần quang, Gia Bất Hủ đều có thể cưỡng ép phá mở. Truy kích một đoạn, Gia Bất Hủ vẫn không có từ bỏ, bất quá có động thiên thần quang quấy nhiễu, hắn muốn đuổi kịp Lục Minh bọn họ, cũng không dễ dàng, song phương từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Giống. Bỗng nhiên, một tiếng thú gào vang lên, để Lục Minh cả người lông tơ nổ tung dựng lên. Khí mạch này chỗ sâu. Thế mà truyền ra một tiếng thú hống, thật sự là dọa người, bọn họ không khỏi nghĩ đến đó từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Chẳng lẽ trước đó bay ra một cái, phía dưới này, còn có một cái. Nghĩ tới đây, không chỉ có là Lục Minh sắc mặt đại biến, liền xem như Gia Bất Hủ, sắc mặt cũng đại biến, thân thể không khỏi căng cứng. Giống, lại là một tiếng thú hống truyền ra, đón lấy, ở Lục Minh bọn họ phía trước, từ kim sắc động thiên thần quang, mãnh liệt mà đến. Tại nồng đậm động thiên thần quang bên trong, có một con cự thú. Một cái này cự thú, giống như một cái sư tử, nhưng là toàn thân tử kim sắc, thoạt nhìn hoàn toàn do động thiên thần quang ngưng tụ mà ra, tản mát ra kinh khủng khí tức. Lục Minh, Cốt Ma, còn có Gia Bất Hủ, tâm lý đều chấn động mãnh liệt. Thật sự chính là từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Vào hồng hoang giới, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, mang theo Cốt Ma. Cùng một chỗ tiến vào bên trong hồng hoang giới. Chỉ còn lại có một cái hồng hoang giới, lơ lửng giữa không trung. Gia Bất Hủ ánh mắt một trận lấp lóe, bây giờ là cầm xuống Lục Minh thời cơ tốt, chỉ cần đem hồng hoang giới nắm trong tay, Lục Minh đám người chính là bắt rùa trong hũ. Nhưng là, cái kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, đang nhanh chóng vọt tới, mắt thấy song phương cự ly không xa. Gia Bất Hủ cuối cùng vẫn không có xuất thủ,
xoay người rời đi, hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Loại này tự động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, chiến lực quá kinh khủng, không cần nói hắn, liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại đến đều phải chết. Bởi vì loại này cự thú, cũng không phải là sinh linh, chỉ là từ nồng đậm tới cực điểm động thiên thần quang ngưng tụ mà thành, không có cảnh giới phân chia cao thấp, cũng không thụ bản nguyên đại kiếp ảnh hưởng. Hống hống! Con cự thú kia, hống khiếu không ngừng, động thiên thần quang không ngừng bùng lên, để ra bất hủ tâm lý càng kinh hãi, không dám chút nào dừng lại, phi ra một đoạn về sau, điên cuồng hướng về phía trên phóng đi. Nói cũng kỳ quái, con cự thú kia chỉ là gào thét không ngừng, cũng không có tiếp tục truy kích ra bất hủ, gào thét một lúc sau, mắt thấy ra bất hủ không biết chạy đi nơi nào, cái này cự thú, ngược lại hướng về hồng hoang giới bay đi. Cái tổ, phiền toái, chẳng lẽ cái này động thiên thần thú, là theo dõi hồng hoang giới? Lục Minh ở bên trong hồng hoang giới, toàn bộ hành trình chú ý tình huống bên ngoài, lúc này không khỏi kêu rên. Động thiên thần thú, là Lục Minh bản thân lấy danh tự. Hắn lúc đầu cho rằng trốn ở trong hồng hoang giới, động thiên thần thú sẽ đi truy kích ra bất hủ, không nghĩ tới, động thiên thần thú căn bản không đuổi theo đánh ra bất hủ, ngược lại dừng lại chú ý hồng hoang giới. Thực sự là thất sách. Chỉ thấy, động thiên thần thú vây quanh hồng hoang giới quan sát một hồi, thân thể to lớn, thế mà nhanh chóng thu nhỏ lên. Cuối cùng, thú hình động thiên thần thú, thế mà nhanh chóng biến hóa, biến thành một gốc thực vật. Một bụi này thực vật, chỉ có cao nửa thước, sợi rễ thế mà cắm rễ ở trong hư không, ở hồng hoang giới chung quanh trồi lên trượt xuống. Ở nơi này một gốc thực vật đỉnh đầu, còn có một gốc cỡ nhỏ, cùng một bụi này thực vật giống nhau như đúc tiểu thực vật, bay tới bay lui, hơn nữa hoàn toàn do năng lượng cấu thành. Ta đi! Lục Minh cứng họng, trợn mắt hốc mồm. Thế này sao lại là cái gì động thiên thần thú, rõ ràng là một gốc nguyên cấp thần dược A. Hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao nguyên cấp thần dược, sẽ tới chỗ chạy tới chạy lui nguyên cấp thần dược. Hóa ra trước đó một con kia động thiên thần thú, hoàn toàn là một bụi này nguyên cấp thần dược huyễn hóa ra đến dọa người. Rất tốt! Lục Minh ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, loại này cấp bậc nguyên cấp thần dược, giá trị vô lượng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không biết ra bất hủ sau khi biết, có thể hay không tức hộc máu. Lục Minh tâm niệm vừa động, thân hình lập tức xuất hiện ở hồng hoang giới bên ngoài, bàn tay lớn vồ một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về nguyên cấp thần dược chộp tới. Bất quá, nguyên cấp thần dược tốc độ cực kỳ kinh người, lóe lên phía dưới, liền trực tiếp thoát ly Lục Minh móng vuốt phạm vi, giống như là nhận lấy kinh hãi, hướng về khí mạch chỗ sâu cấp tốc bay đi. Thật vất vả gặp được một gốc đẳng cấp cao nguyên cấp thần dược, Lục Minh sao lại tùy tiện bỏ lỡ, thu hồi hồng hoang giới về sau, Lục Minh nhanh chóng hướng về nguyên cực thần dược đuổi theo. Bất quá, một bụi này nguyên cấp thần dược, hiển nhiên là khí mạch chỗ sâu thai nghén ra, đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, hơn nữa nó không sợ động thiên thần quang, không ngừng hướng về động thiên thần quang nồng nặc địa phương phóng đi, muốn hất ra Lục Minh. Bất quá, Lục Minh có đán đá luyện chế áo giáp, đồng dạng không sợ đây không phải rất nồng nặc động thiên thần quang, thật chặt đuổi theo nguyên cấp thần dược không thả. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh là đến khí mạch chỗ sâu nhất. Nơi này cơ hồ là trọng yếu nhất này tòa đỉnh núi phía dưới. Lúc này, Lục Minh thả ra đán đán, phao phao cùng cốt ma ba người. Hắn phát hiện một mình hắn, rất khó đuổi kịp một bụi này nguyên cấp thần dược, chỉ có thể dựa vào đán đán, phao phao bọn họ hỗ trợ. Thời không chi lực. Phao phao xuất thủ, đánh ra thời không chi lực, khu vực này thời không, đều bị ảnh hưởng tới, một gốc kia nguyên cấp thần dược tốc độ, lập tức hạ xuống tới. Phong cho ta. Đán đán cũng nhanh chóng xuất thủ, đánh ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Nhìn thấy loại này đẳng cấp cao nguyên cấp thần dược, đán đán so với ai khác đều tích cực, dùng ra ăn chính là khí lực. Chung quanh hư không bên trong, phù văn hiện lên, đan vào lẫn nhau, tạo thành phong ấn trận pháp, muốn đem nguyên cấp thần dược, phong ấn tại trong đó. Đồng thời, Lục Minh cùng cốt ma cũng ra tay toàn lực, năng lượng mãnh liệt, tạo thành bình chướng, muốn đem nguyên cấp thần dược triệt để phong bế. Nguyên cấp thần dược phát ra sáng lạn quang huy, tả xung hữu đột, muốn lao ra, nhưng là ở Lục Minh bốn người liên thủ, chung quy là phí công. Cuối cùng, một bụi này nguyên cấp thần dược, bị đán đán lấy trận pháp phong ấn, bị Lục Minh bắt lấy, nắm ở trong tay. Nguyên cấp thần dược giống như là có linh tính sinh linh, không ngừng vặn vẹo kim đâm, gốc sợi rễ, không ngừng vặn vẹo. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, tốt nồng đậm bản nguyên ấn ký. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phát hiện một bụi này nguyên cấp thần dược, thật sự là không như bình thường. Lục Minh trước đó, cũng nhận được qua nguyên cấp thần dược, đặc biệt trước đây không lâu,
ở nơi này khí mạch bên ngoài, chiếm được nguyên cấp thần dược không chỉ một gốc. Nhưng là những cái kia nguyên cấp thần dược, cùng một bụi này một so, liền cách biệt quá xa, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Đại cơ duyên, quả nhiên là đại cơ duyên a, loại này nguyên cấp thần dược, không chỉ có đối với bản nguyên cảnh có tác dụng lớn, liền xem như đối với thần chủ đỉnh phong tồn tại, cũng là có vô thượng chỗ tốt, có thể đại đại tăng tốc đột phá bản nguyên cảnh tốc độ cùng tỷ lệ. Cốt ma hướng về cái này nguyên cấp thần dược, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, đang không ngừng nhảy lên. Đán đán càng là hai mắt sáng lên, hướng về nguyên cấp thần dược, kém chút chảy nước miếng. Thông thường nguyên cấp thần dược, cho dù đối với bản nguyên cảnh tồn tại có tác dụng lớn, nhưng là đối với thần chủ đỉnh phong tồn tại, là không có tác dụng gì. Bởi vì thần chủ đỉnh phong tồn tại, khó có thể hấp thu nguyên cấp thần dược dược lực cùng trong đó bản nguyên ấn ký. Nhưng loại này cao cấp nhất nguyên cấp thần dược, liền cùng thông thường nguyên cấp thần dược không đồng dạng. Loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, phi thường dễ dàng hấp thu, cũng phi thường dễ dàng luyện hóa, cho dù là thần chủ đỉnh phong tồn tại, có thể luyện hóa. Một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, giá trị thật khó có thể đánh giá, có thể gia tăng thật lớn đột phá bản nguyên tỷ lệ, đối với thần chủ cảnh sức hấp dẫn, to lớn vô cùng, khó trách đán đán lộ ra bộ biểu tình này. Lục Minh có thể xác định, nguyên quang tộc tuyệt đối có không ít loại đẳng cấp này nguyên cấp thần dược, ban đầu ở nguyên cực thần sơn, liền không chỉ nhìn thấy một gốc. Vung tay lên, Lục Minh đem một bụi này nguyên cấp thần dược, thu vào bên trong hồng hoang giới, sau đó để đán đán cởi ra phong ấn. Liền để nó ở trong hồng hoang giới tự do hoạt động a, loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, thả nuôi tự nhiên mới là tốt nhất, dù sao ở trong hồng hoang giới, nó lại chạy không thoát. Khí mạch này phía dưới, tựa hồ không có nguy hiểm gì a, chúng ta không bằng trước đem phía dưới này bảo vật đều vơ vét sạch sẽ a, phía trên, liền để bọn họ trước đoạt. Đán đán nói, ta cũng đang có ý này. Lục Minh gật đầu, sau đó đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, đều phóng ra, bọn họ đều mặc áo giáp đán đán luyện chế, ở mảnh này khu vực tìm tòi. Rất nhanh, thì có trọng đại phát hiện. Thần dược, số lớn thần dược. Khí mạch này chỗ sâu nhất hoàn cảnh, quả nhiên là được trời ưu ái, thần dược đều là mảng lớn mảng lớn. Phần lớn đều là chủ cấp thần dược, tối thiểu bị Lục Minh bọn họ phát hiện mấy trăm gốc. Hơn nữa dược lực, đại bộ phận so phía ngoài chủ cấp thần dược, muốn nồng đậm rất nhiều rất nhiều. Mấy trăm gốc chủ cấp thần dược năng lượng ẩn chứa, là cực kỳ kinh người. Hơn nữa, còn có số ít nguyên cấp thần dược. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện loại kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Khoáng mạch, hồng hoang tinh khoáng mạch, ha ha ha, phát cờ mờ nờ rờ. Đán đán chợt cười to. Bọn họ ở một mảnh chủ cấp thần dược địa phương đào xuống, cuối cùng, thấy được một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch. Cùng bọn hắn lần trước lấy được khoáng mạch thoạt nhìn không sai biệt lắm, vô số hồng hoang tinh, khảm nạm ở một đám trong suốt nham thạch bên trên. Lục Minh 10 người, bắt đầu, gian khổ, phấn đấu. Đem một vùng chu vi nham thạch lột ra bên trong số lớn hồng hoang tinh khoáng mạch. Một đầu như dãy núi thật lớn hồng hoang tinh khoáng mạch, lộ ở trước mắt mọi người. Trong mắt của bọn hắn đều trừng lớn, sau đó lộ ra hưng phấn. Cái này phải có bao nhiêu hồng hoang tinh? Đán đán chố mắt đứng nhìn, mắt sáng lên. Cái này tối thiểu, phải có hơn 100 ức hồng hoang tinh a. Đường Quân cũng khiếp sợ mở miệng, dù là nàng kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy hồng hoang tinh, y nguyên chấn động vô cùng. Lục Minh, ngươi yêu cầu năng lượng, rốt cục vậy là đủ rồi. Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh, thấp giọng nói. Không sai, rốt cục vậy là đủ rồi. Lục Minh gật gật đầu, sau đó thôi động hồng hoang giới, đem cả một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch đều thu vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh, tiếp xuống làm gì, là ở trong này luyện hóa hồng hoang tinh, trước đột phá tu vi, hay là lên đi tranh đoạt bảo vật? Đán đán hỏi Lục Minh. Trước đột phá tu vi, bọn họ chiến lược nhất định sẽ tăng vọt. Nơi này hồng hoang tinh, đầy đủ Lục Minh đột phá, còn dư lại, còn có thể để mấy người khác đột phá. Lục Minh hiện tại tu vi chỉ là thần chủ bát trọng, chiến lược liền mạnh mẽ như vậy, một khi đột phá đến thần chủ cửu trọng, chiến lược không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người. Coi như có thể địch nổi ra bất hủ, cũng không phải là không được. Nhưng có một cái vấn đề, chính là thời gian. Lục Minh muốn đột phá, ít nhất phải luyện hóa 50 ức trở lên hồng hoang tinh, thậm chí càng hơn, muốn luyện hóa khủng bố như thế số lượng hồng hoang tinh, cho dù có đán đán đại thiên luyện nguyên trận, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Tối thiểu cần một năm trở lên. Thời gian lâu như vậy, phía trên bảo vật, sớm đã bị ra bất hủ, hoặc là nguyên quang tộc người đoạt hết. Nhưng là bây giờ đi lên,
bọn hắn thực lực lại không đủ, thật gặp được bảo vật chân quý, cũng không cạnh tranh được Gia Bất Hủ hoặc là Nguyên Quang tộc. Lục Minh cũng có chút trầm ngâm. Lục Minh suy tư một chút, nói chúng ta bây giờ ngay phía trên, hẳn là khí mạch hạch tâm nhất này tòa đỉnh núi, chúng ta dọc theo nơi này đi lên, trước đi lên xem một chút tình huống, nếu như thực sự không được, chúng ta lại tìm địa phương luyện hóa hồng hoang tinh, đột phá tu vi. Đây là một cái phương pháp trung hòa. Trước đi lên xem một chút sự tình có thể hay không vì, nếu có thể vì, liền quyết đoán xuất thủ chiếm lấy bảo vật, không được, liền rút lui. Tốt, vậy cứ làm như thế. Những người khác cũng đều gật đầu. Sau đó, đám người hướng về phía trên bay đi. Phía trên, cũng không có khe hở, bọn họ dự định đánh xuyên qua nham thạch, tiến vào đỉnh núi. Rất nhanh, bọn họ liền gặp nham thạch, nhao nhao xuất ra thần binh, bắt đầu đào móc. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền ngừng lại, bởi vì gặp trở ngại. Trong nham thạch, tràn đầy một loại hắc sắc kim loại. Loại này kim loại đen, phi thường cứng rắn, cho dù Lục Minh bọn họ ra tay toàn lực, mặc dù có thể phá mở, nhưng là tốc độ phi thường chậm chạp. Đây là hắc tinh thiết sao? Đán Đán nói thầm. Đúng, đây chính là hắc tinh thiết, một loại có thể luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu, không nghĩ tới đây có nhiều như vậy. Đường Quân gật đầu nói. Vừa rồi bọn họ đào móc hơn 10 dặm phạm vi, phát hiện rõ ràng đều là hắc tinh thiết, nơi này hắc tinh thiết hàm lượng lớn đến kinh người. Bất quá, hiện tại bọn hắn thời gian cấp bách, căn bản không có nhiều như vậy thời gian đào móc. Cầu Cầu, nhờ vào ngươi. Lục Minh đối Cầu Cầu nói. Không có vấn đề, xem ta. Cầu Cầu lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, cờ rốt một tiếng, chính là một tảng lớn hắc tinh thiết bị gặm xuống dưới. Lạch cạch, khối lớn hắc tinh thiết bị gặm xuống dưới, Lục Minh vung tay lên, đem thu vào. Tất nhiên gặm xuống, không thu bạch không thu. Hiện tại đẳng cấp này kim loại vật liệu, Cầu Cầu đã không thích ăn, bởi vì hiệu quả không lớn, hắn muốn ăn, chí ít cũng là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu. Rất nhanh, Cầu Cầu liền moi ra một cái đường hầm to lớn, một mực hướng lên trên kéo dài. Không đến nửa giờ, hắc tinh thiết liền bị đào xuyên. Cái tổ, hắc ám thần kim, nơi này thế mà có nhiều như vậy hắc ám thần kim. Bỗng nhiên, Cầu Cầu hưng phấn kêu lên. Lục Minh tâm lý chấn động. Hắc ám thần kim, thế nhưng là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh đỉnh cấp kim loại vật liệu. Chẳng lẽ nơi này có? Bọn họ nhanh chóng thông qua thông đạo, quả nhiên thấy được một loại kỳ lạ kim loại. Loại này kim loại, quá đen, so hắc ám còn muốn hắc ám, không có một chút ánh sáng. Lục Minh chỗ sâu ngón tay chỉ ra, ngón tay như thương mang, đâm vào hắc sắc kim loại bên trên, chỉ có thể ở kim loại đen bên trên lưu lại một nhàn nhạt cái hố nhỏ. Thật là hắc ám thần kim, Cầu Cầu, toàn bộ móc ra. Lục Minh có chút hưng phấn nói. Có thể luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu, tuyệt đối chân quý, tất nhiên gặp, không thể bỏ lỡ. Giao cho ta. Cầu Cầu hưng phấn kêu lên, mở ra miệng rộng bắt đầu đào móc. Hắn dọc theo hắc ám thần kim giáp danh bắt đầu đào. Hắc ám thần kim giáp danh, là hắc kim thiết, dạng này đào móc, sẽ nhanh rất nhiều. Theo Cầu Cầu đào móc, bọn họ phát hiện, nơi này hắc ám thần kim, thật nhiều kinh người. Trọn vẹn dùng mấy giờ, mới đưa khu vực này hắc ám thần kim toàn bộ khai quật ra, tối thiểu có vài ước cân. Luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh, ước chừng cần dùng mấy chục vạn cân hắc ám thần kim, nơi này tối thiểu đủ hơn ngàn kiện nguyên cấp thần binh lượng. Luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh, ước chừng cần mấy chục vạn cân hắc ám thần kim, chủ yếu là hắc ám thần kim quá nặng đi, lớn chừng quả đấm một đoàn, cũng trọng đạt 5 đến 6 vạn cân. Mấy chục vạn cân hắc ám thần kim, thể tích kỳ thật cũng không lớn. Lục Minh đem những cái này hắc ám thần kim, đều thu vào, chờ phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở, có thể giao cho Diệt Thiên Quân luyện khí đại sư luyện chế, đương nhiên, Diệt Thiên Quân cũng sẽ cho bọn hắn tương ứng đền bù tổn thất. Đáng tiếc không có thời gian, loại này đại hình khí mạch phía dưới, xem ra không chỉ có được số lớn hồng hoang tinh cùng thần dược, còn có được số lượng không nhỏ chân quý kim loại. Đáng tiếc, đào móc kim loại quá tốn thời gian, mặc dù có Cầu Cầu, bọn họ cũng không có nhiều như vậy thời gian. Moi ra hắc ám thần kim về sau, đằng sau chính là nham thạch, Lục Minh bọn họ đồng loạt ra tay, sau mấy tiếng, liền sẽ nham thạch đào xuyên, bọn họ tiến nhập một gian trong thạch thất. Nơi này, còn không phải đỉnh núi, mà là ở trong ngọn núi, xem ra nơi này là mật thất dưới đất. Cốt Ma quan sát một hồi, phỏng đoán nói. Có cửa, đi. Lục Minh nói, mật thất một bên, có một cái cửa đá, nhẹ nhàng đẩy liền mở, sau cửa đá, chính là một đầu mật đạo. Thông qua mật đạo, không lâu sau đó,
bọn họ lại tới mặt khác một gian mật thất. Căn mật thất này, rất lớn, giống như là một tòa đại điện, chung quanh có mấy phiến cửa đá. Bọn họ tùy ý mở ra một đạo cửa đá đi vào, phát hiện cũng là một gian thạch thất. Đây tựa hồ là một cái luyện khí thất a. Đán Đán nói, hắn tinh thông phù văn trận pháp một đạo, đối luyện khí cũng rất có kinh nghiệm, thông qua hiện trường dấu vết đánh giá ra. Hiện trường có một ít bệ đá, nhìn đích xác là luyện khí thất bộ dáng, đáng tiếc cũng không có thứ gì lưu lại. Sau đó, bọn họ thối lui ra khỏi căn này thạch thất, mở ra một cái khác phiến cửa đá. Sau cửa đá, cũng là một gian thạch thất. Bất quá căn này thạch thất, thoạt nhìn như là một cái phòng ngủ. Có giường đá, băng ghế đá cùng bàn đá. Trên mặt ghế đá, còn có trưng bày mấy cái chén đá, còn có một cái thạch hồ, hẳn là châm trà rót rượu dùng. Thơm quá, cái này thạch hồ, tựa hồ còn có rượu a. Đán Đán cái mũi run run. Đích xác có rượu, thật là nồng đậm tinh khí, rượu này, khó lường. Lục Minh đi về phía bàn đá. Bọn họ đã sớm cảm ứng được, thạch hồ bên trong, không ngừng có nồng nặc năng lượng dũng mãnh tiến ra, ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh tinh khí. Mở ra nắp ấm, tất cả mọi người là sững sờ. Thạch hồ bên trong, đích xác có rượu, nhưng là không nhiều, không phải không nhiều, mà là rất ít, nói đúng ra, chỉ có một giọt. Một giọt rượu, thế mà tản mát ra đậm đà như vậy năng lượng cùng sinh mệnh tinh khí, cái này có chút khó tin. Càng bất khả tư nghị chính là, một giọt rượu này, hẳn là trước kỷ nguyên lưu lại, đi qua như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, rượu này, lại còn bảo tồn lại, không có bốc hơi ăn mòn, cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Ta cảm giác, một giọt rượu này bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, so thiên ngọc sâm năng lượng, còn nồng đậm vô số lần. Tạ Niệm Khanh nói, không sai, rượu này, hẳn là lấy một ít tuyệt thế thần dược luyện chế mà thành, trước kỷ nguyên tồn tại, thực sự là xa xỉ. Đán Đán nói, liếm môi một cái, một bộ hận không thể đem một giọt rượu này, một ngụm nuốt. Một giọt rượu này, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, người bình thường chỉ sợ căn bản không chịu nổi, sẽ bị no bạo thân thể. Cốt ma lãnh u nói một câu, giống như là một gáo nước lạnh, tưới vào Đán Đán trên đầu. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn? Đán Đán khó chịu nói. Trong này, có lẽ chỉ có Lục Minh có thể thử xem, Lục Minh, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta cảm giác, nếu như ngươi có thể đem một giọt rượu này luyện hóa, tu vi chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến thần chủ cửu trọng. Cốt ma nói, Lục Minh cũng lộ ra ý động. Chỉ là cảm ứng một lần, liền cảm giác một giọt rượu này bên trong, năng lượng ẩn chứa, cực kỳ khủng bố, nhắm mắt lại, thật giống như phía trước có một tòa hồng hoang tinh núi trồng chất tại trước mắt. Thật có thể luyện hóa một giọt rượu này, có lẽ thật có thể để đột phá tu vi. Ta thử trước một chút. Cuối cùng, Lục Minh quyết định thử một lần. Đương nhiên, Lục Minh sẽ không trực tiếp đem một giọt rượu này cắn nuốt, mà là lấy cấm kỵ chi lực, tách ra một tia rượu, ước chừng là một giọt rượu này 1%. Dù sao đây là trước kỷ nguyên lưu lại rượu giọt, ai biết có hay không độc. Hoặc là mặt khác, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Một giọt rượu này 1%, bị Lục Minh nuốt vào trong miệng. Oanh! Một tia này vừa tiến vào Lục Minh thể nội, thật giống như một cái hành tinh giống như bảo tạc, hóa thành mãnh liệt to lớn năng lượng, tản vào Lục Minh tứ chi bách hải. Thật kinh người năng lượng. Lục Minh chấn kinh, điên cuồng vận chuyển cấm kỵ chi lực, hấp thu luyện hóa những cái này năng lượng. Để Lục Minh mừng thầm chính là, giọt rượu này bên trong, cũng không có độc hoặc là mặt khác nhân tố bất lợi, chỉ có thuần túy năng lượng, tinh thuần hết sức, phi thường dễ dàng bị hấp thu luyện hóa. Chỉ là hơn 10 phút, những cái này năng lượng, liền bị Lục Minh luyện hóa, Lục Minh cảm giác tu vi tăng lên một đoạn. Thật kinh người năng lượng, tối thiểu tương đương với 5-6 ngàn vạn nhanh hồng hoang tinh năng lượng ẩn chứa, thậm chí còn không ngừng, luyện hóa một giọt rượu này, có lẽ thật có thể giúp ta đột phá. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tiếp tục xuất thủ, một lần này, hắn tách ra 1/10 giọt rượu giọt, nuốt vào trong miệng. Nồng đậm vô cùng năng lượng, ở thể nội tan ra, nhanh chóng chuyển hóa làm Lục Minh cấm kỵ chi lực. Rất nhanh, 1/10 giọt rượu giọt, cũng bị Lục Minh hấp thu luyện hóa, đồng dạng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cùng một chỗ luyện hóa, thừa thế xông lên, trùng kích thần chủ cửu trọng. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, há miệng hút vào, thạch hồ bên trong rượu giọt, toàn bộ bay vào Lục Minh trong miệng. Rầm rầm rầm. Một giọt rượu này ở Lục Minh thể nội không ngừng nổ tung, điên cuồng trùng kích, Lục Minh thân thể, đều có chút phồng lên. Bất quá, Lục Minh hiện tại xưa đâu bằng nay. Từ khi tìm hiểu ra 3.000 loại đại cổ bí thuật về sau, cấm kỵ chi lực đã xảy ra chất biến, vô cùng cường đại cùng cứng cỏi.
cấm kỵ chi lực vận chuyển, điên cuồng hấp thu luyện hóa rượu giọt năng lượng. Lục Minh tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên, rất nhanh là đến thần chủ bát trọng đỉnh phong cực hạn, hướng về thần chủ cửu trọng phát động trùng kích. Sau mấy tiếng, oanh, Lục Minh thể nội tựa hồ truyền ra một tiếng oanh minh, phảng phất là cái nào đó cửa ải bị xông phá. Lục Minh khí tức trên thân tăng vọt lên như diều gặp gió, trùng kích đến một cái khác cấp độ. Thần chủ cửu trọng đột phá. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đán Đán đám người toàn bộ cuồng hỉ. Lục Minh đột phá đến thần chủ cửu trọng, chiến lực nhất định có thể tăng vọt, bản nguyên phía dưới còn có bao nhiêu địch thủ. Lại qua một giờ, Lục Minh khí tức thu liễm, kết thúc tu luyện. Không nghĩ tới, thật đột phá, hơn nữa còn nhanh như vậy. Lục Minh tâm lý cảm thán. Quá nhanh, trước sau nửa ngày không đến mà thôi, thế mà đã đột phá, so luyện hóa hồng hoang tinh, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Luyện hóa hồng hoang tinh, cho dù có Đán Đán đại thiên luyện nguyên trận, cũng tối thiểu cần một năm trở lên, mà luyện hóa giọt rượu này, chỉ cần chưa tới nửa ngày, chênh lệch quá xa. Giọt rượu này, quả thực là vô thượng bảo vật. Đây là cái gì rượu a, cũng quá kinh khủng đi. Đán Đán vây quanh Lục Minh đi dạo, không rời mắt. Chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ qua, cái kia uống rượu người, mới là kinh khủng nhất sao? Tạ Niệm Khanh nói. Trong lòng mọi người đều rung một cái. Không sai, uống rượu người, rượu này chủ nhân, mới thật sự là khủng bố. Chỉ là còn lại một giọt mà thôi, liền để Lục Minh từ thần chủ bát trọng đột phá đến thần chủ cửu trọng, cái này tương đương với 50 đến 60 ức hồng hoang tinh. Mà cái này rượu chủ nhân, hiển nhiên chỉnh ấm uống, đây là hạng gì xa xỉ. Rượu này chủ nhân, lại là tu vi bực nào? Tuyệt đối vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Đi, chúng ta đi lên. Lục Minh nói, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Lục Minh liền tràn ngập tự tin, hiện tại, coi như gặp được gia bất hủ, Lục Minh cũng có tự tin một trận chiến. Coi như gặp được nhóm lớn nguyên quang tộc, hắn cũng mảy may không sợ. Lấy hắn hiện tại chiến lực, có thể cùng các phương tranh đoạt bảo vật. Cái này thạch hồ, có thể không thể buông tha, thu hồi. Đán Đán vội vàng xuất thủ, đem trên bàn đá thạch bôi thạch hồ thu vào. Có thể cùng chân quý như vậy rượu phối hợp, cái này thạch bôi thạch hồ, cũng tuyệt đối không đơn giản. Sau khi thu cất, bọn họ dọc theo một đầu cầu thang, hướng lên trên đi. Về phần mặt khác mấy gian mật thất, ở Lục Minh luyện hóa rượu giọt thời điểm, cốt ma bọn họ liền thăm dò qua, không có phát hiện gì. Cầu thang xéo xuống bên trên, làm cầu thang đi đến cuối thời điểm, bọn họ đi tới một tòa sân nhỏ. Nơi này, đã đến đỉnh núi. Ở vào đỉnh núi cung điện. Ta như được, loại kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, giống như ở phương hướng kia. Đán Đán chỉ phía đông cái hướng kia. Đi. Lục Minh đám người, nhanh chóng hướng về phía đông phóng đi. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, quá chân quý, là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Giống. Bỗng nhiên, một tiếng bạo hống vang lên, vô cùng sắc bén kinh khí, hướng về Lục Minh đám người xé rách mà đến. Là một cái ngân nhãn âm thi. Vừa vặn thử xem ta thực lực. Lục Minh đằng không mà lên, thân hình như thiểm điện, chiến thần thương hung mãnh đâm mà ra, cùng ngân nhãn âm thi lợi chảo đụng vào nhau. Làm chiến thần thương cùng ngân nhãn âm thi lợi chảo đụng vào nhau thời điểm, ngân nhãn âm thi lợi chảo trực tiếp nổ tung thành phấn vụn, chiến thần thương không ngừng đâm xuyên qua ngân nhãn âm thi bàn tay, lam diễm thạch hỏa diễm bao phủ ngân nhãn âm thi toàn bộ cánh tay. Ngân nhãn âm thi gào thét, thân hình nhanh lùi lại. Bất quá Lục Minh như hình với bóng, chiến thần thương như điện chớp đâm ra, ngân nhãn âm thi mặc dù dốc hết toàn lực chống đối, nhưng hơn 10 chiêu về sau, trên người vẫn là bị Lục Minh đâm ra mấy cái lỗ thủng. Cuối cùng bị chiến thần thương khuấy động, toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, hoàn toàn chết đi. Lợi hại a, Đán Đán tán thưởng không thôi. Lục Minh cũng lộ ra vẻ hài lòng. Ngân nhãn âm thi chiến lực, thế nhưng là tương đương với quang tiền vương sứ, lại bị Lục Minh hơn 10 chiêu liền đánh chết. Mặc dù chiến thần thương bên trên bám vào lam diễm thạch, có thể khắc chế ngân nhãn âm thi, nhưng là Lục Minh đồng dạng không có thi triển ra phá thiên thức hồng hoang thức bậc này tuyệt chiêu. Có thể thấy, Lục Minh chiến lực, so ngân nhãn âm thi mạnh hơn một mảng lớn. Cái này khiến bọn họ lòng tin tăng nhiều. Bọn họ tiếp tục hướng về phía đông đi. Gần sát phía đông thời điểm. Rầm rầm rầm. Bên kia, truyền đến kịch liệt oanh minh, hào quang không ngừng, gào thét thỉnh thoảng truyền ra. Nơi đó, còn đang hỗn chiến. Lục Minh đám người xa xa nhìn tới, phát hiện tòa thứ hai sơn phong cùng ngọn núi này chỗ giao giới, đang ở bộc phát hỗn chiến.
Tòa thứ hai Sơn Phong cùng một tòa này hạch tâm nhất Sơn Phong, cũng có một sợi dây xích tương liên, ở xích sắt một mặt, ra bất hủ, còn có nguyên quang tộc cường giả, ngoài ra còn có một chút ngân nhãn âm ghi, đang ở đại hỗn chiến. Không khó đoán ra, tòa thứ hai đỉnh núi những cái kia hợp kích trận pháp vật dẫn, đều bị các phương lấy sạch, sau đó các phương muốn thông qua xích sắt, tiến vào trọng yếu nhất ngọn núi này, liền ở xích sắt lối vào, bộc phát hỗn chiến. Cơ hội tốt, Lục Minh đám người tâm lý vui. Lúc đầu cho rằng nguyên quang tộc, ra bất hủ đám người, đã tới hạch tâm nhất ngọn núi này, đem nơi này nguyên cấp thần binh chiến giáp lấy đi. Không nghĩ tới, bọn họ còn đang tòa thứ hai Sơn Phong thông hướng trọng yếu nhất đỉnh núi cửa vào hỗn chiến, liền cho bọn hắn cơ hội. Bậc này cơ hội, bọn họ sao lại bỏ lỡ? Lục Minh bọn họ, tăng thêm tốc độ, hướng về phía đông phóng đi. Nơi đó cung điện, trước đó bị chấn bể một góc, bay ra một kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Hiện tại cái kia bị chấn nát địa phương, y nguyên có thể nhìn thấy mấy cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, đều có một kiện chiến giáp. Cùng trước đó món kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, giống nhau như đúc, chí ít ngoại hình thoạt nhìn, là giống nhau. Lục Minh đám người muốn tới gần bên kia, liền bị nguyên quang tộc người, còn có ra bất hủ phát hiện. Hống hống hống, có 5 cái ngân nhãn âm thi, cùng nguyên quang tộc người hỗn chiến, giờ phút này cũng phát hiện Lục Minh bọn họ, nhao nhao gào thét. Thế mà bỏ nguyên quang tộc người, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí Sơn Phong vọt tới. 5 cái ngân nhãn âm thi, từ xích sắt chạy vội mà qua, tốc độ cực nhanh. Ngân nhãn âm thi vừa đi, nguyên quang tộc người, lập tức thiếu đối thủ, bọn hắn đối thủ, chỉ còn lại có ra bất hủ một người. Hai tòa 21 người hợp kích trận pháp tiếp tục đối phó ra bất hủ, những người khác cùng chúng ta. Nguyên bát cực hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ hai vị quang tiền vương sứ, còn có vài tòa hợp kích trận pháp, dọc theo xích sắt, hướng về Lục Minh đám người vị trí Sơn Phong phóng đi. Nguyên cửu cực cũng là như thế, mang theo thủ hạ cao thủ, theo sát lấy nguyên bát cực. Ra bất hủ ánh mắt lạnh lẽo, ra tay toàn lực, muốn phóng tới Lục Minh bọn họ vị trí Sơn Phong, đáng tiếc, bị hai tòa 21 người hợp kích trận công kích. Hai tòa 21 người hợp kích trận pháp, hóa thành nhất đao nhất kiếm, lực công kích phi thường kinh người, thay nhau công kích, ra bất hủ chỉ có thể tự vệ, muốn xông tới, rất khó. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Lục Minh hét lớn, bọn họ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở ngân nhãn âm thi cùng nguyên quang tộc người đến phía trước, tiến vào tòa bị chấn nát cung điện. Nhiều như vậy, xông lên đến bị chấn nát cung điện, Lục Minh đám người tâm lý rung động, con mắt không khỏi trừng lớn. 11 cái quang đoàn. Lại có 11 cái quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, đều có một kiện chiến giáp, toàn bộ cùng trước đó món kia bay ra ngoài đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, giống như đúc. Tim đập của bọn hắn, không khỏi ra tốc lên, chẳng lẽ 11 cái này kiện chiến giáp, đều là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh cấp bậc chiến giáp. Nếu như là thật, vậy thật là phát A. Lục Minh đám người không lo được mừng rỡ, nhao nhao xông tới, một người quyết định một cái quang đoàn, bắt đầu xuất thủ. Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, bắt được một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn lực phòng ngự, so phía trước này tòa đỉnh núi bao phủ hợp kích trận pháp tái thể quang đoàn. Mạnh hơn rất nhiều, Lục Minh một chảo thế mà không có cào nát. Lấy Lục Minh thực lực, đều không có cào nát, lại càng không cần phải nói những người khác, tự nhiên đều không có công phá. Phá cho ta. Đán đán kêu to, đã sớm biến thành nguyên hình, giáp xác phát sáng, lấy trận pháp phá quang đoàn. Tạ Niệm Khanh đám người, cũng là thi triển thủ đoạn để phá trừ quang đoàn. Hiu hiu hiu. Lục Minh bắt đầu vận chuyển phá thiên thức, năm ngón tay, như năm căn trường thương, không ngừng đâm vào quang đoàn bên trên. Dùng ra phá thiên thức, Lục Minh uy lực, thực sự quá mạnh, quang đoàn rốt cục không chịu nổi, đụng một tiếng nổ bể ra đến, quang đoàn bên trong chiến giáp, cũng bị Lục Minh chộp trong tay. Cấm kỵ chi lực đưa vào chiến giáp, tăng thêm linh thức quét qua, bộ chiến giáp này đẳng cấp, Lục Minh trong lòng hơi kinh nắm chắc. Hắn con mắt, sáng tỏ hết sức. Thật là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, dựa theo đẳng cấp mà nói. Cùng chiến thần thương bậc này mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh, là một cái cấp bậc. Phát, thật phát. Ngang cấp thần binh, phòng ngự loại chiến giáp, giá trị so chiến thần thương công kích như vậy loại thần binh, không muốn biết cao gấp bao nhiêu lần. Lúc trước mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh, đều không có một kiện phòng ngự loại thần binh, có thể thấy được, đẳng cấp này phòng ngự loại thần binh, thực sự quá chân quý quá hiếm hoi. Trên thực tế, ở cấm địa sinh linh không có phát hiện đời thời điểm, toàn bộ vũ trụ các đại thế lực cộng lại, đều không có bao nhiêu kiện đẳng cấp này phòng ngự loại thần binh. Bất quá, nơi này là từ Tiêu Động Thiên, ở trên cái kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục,
chỉ có cao cấp nhất thế lực mới có thể chiếm cứ, danh xưng có tiên, chấn giữ thế lực cường đại, có không ít đẳng cấp này chiến giáp, cũng là bình thường. Đoán chừng so với cái này càng thêm bảo vật chân quý, đều có không ít. Bất quá, bây giờ không có thời gian luyện hóa, tâm niệm vừa động, đem bộ chiến giáp này thu vào bên trong hồng hoang giới, sau đó Lục Minh lại đánh về phía cái thứ hai quang đoàn. Lúc đầu, nơi này còn có 11 cái quang đoàn, Lục Minh bọn họ 10 người, phân 10 cái quang đoàn, còn có một cái còn dư lại, Lục Minh bây giờ mục tiêu chính là cái kia còn dư lại. Hiu hiu hiu, Lục Minh tiếp tục vận chuyển phá thiên thức, ngón tay như thương, không ngừng đâm vào quang đoàn bên trên. Một lúc sau, cái này quang đoàn cũng bị Lục Minh phá mở, bên trong chiến giáp rơi ở trong tay Lục Minh. Vừa cảm ứng, Lục Minh liền biết rõ, đây cũng là một kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Xem ra, cảnh vật của nơi này đoàn bên trong chiến giáp đều là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Hống hống hống. Năm tôn kia ngân nhãn âm thi gào thét không ngừng, đã gần sát Lục Minh bọn họ, lợi chảo không ngừng cầm ra, từng đạo đáng sợ kinh khí, hướng về Lục Minh đám người xé rách đi. Oanh. Lục Minh thi triển ra hồng hoang thức, một trường vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, ngăn tại năm tôn ngân nhãn âm thi phía trước. Năm tôn ngân nhãn âm thi chảo kình, xé rách trên đại lục, đem đại lục xé rách ra từng đầu vết rách to lớn, cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục Minh không có dùng ra toàn lực nguyên nhân. Hắn tạm thời còn không muốn dùng xuất toàn lực, hiện tại một khi dùng ra toàn lực, còn thế nào hố nguyên quang tộc người, nguyên bát cực nguyên cửu cực đám người một khi nhìn thấy Lục Minh thi triển ra toàn lực, còn dám xông lại sao? Nào có hiện tại xông như vậy hăng say. Lục Minh bản thân, ngăn ở Tạ Niệm Khanh đám người trước người, chiến thần thương không ngừng đâm ra, từng đạo mũi thương, hướng về ngân nhãn âm thi đâm tới. Đồng thời, Lục Minh tay trái vung ra, đánh ra từng đạo hào quang màu xanh lam, cái kia tất cả đều là lam diễm thạch. Lục Minh ở trên lam diễm thạch, bám vào cấm kỵ chi lực, làm những cái này lam diễm thạch gần sát ngân nhãn âm thi thời điểm, phía trên cấm kỵ chi lực dẫn bảo, đem lam diễm thạch nổ thành vỡ nát. Lam diễm thạch bột phấn, đem năm tôn ngân nhãn âm thi, đều bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, Cốt Ma cũng rốt cục phá mở một cái kia quang đoàn, đem bên trong chiến giáp thu vào. Thu hồi chiến giáp về sau, Cốt Ma không ngừng chút nào, hướng về năm tôn ngân nhãn âm thi phóng đi, lao ra quá trình, cũng đánh ra một sấp dày lam diễm thạch. Đương nhiên, chỉ dựa vào lam diễm thạch, là không thể nào hoàn toàn đem năm cái ngân nhãn âm thi ngăn cản lại đến, dù sao, ngân nhãn âm thi cấp bậc này tuyệt âm thi, đối lam diễm thạch sức chống cự rất mạnh. Ngân nhãn âm thi trên người hắc khí, hừng hực sôi trào, như hỏa diễm đồng dạng, xông qua lam diễm thạch, bất quá nghênh kích bọn họ, là Lục Minh cùng Cốt Ma đáng sợ công kích. Lục Minh cùng Cốt Ma thần binh, đều bám vào lam diễm thạch, đối ngân nhãn âm thi, có tác dụng khắc chế. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh minh, Lục Minh cùng Cốt Ma, đem năm tôn ngân nhãn âm thi, cho cản lại. Lục Minh y nguyên không có dùng ra toàn lực, một bộ toàn lực ứng phó, bộ dáng, phi thường cật lực chặn lại hai tôn ngân nhãn âm thi. Mà Cốt Ma, dựa vào cường đại lực phòng ngự cùng lam diễm thạch, chặn lại ba tôn ngân nhãn âm thi. Cho nên ở trong mắt những người khác, Lục Minh chiến lực, cũng thì tương đương với một tôn quang tiền vương sứ, nhiều nhất mạnh từng tia. Hậu phương, nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực, dẫn người nhanh chóng đuổi tới. Từ một bên khác xuất thủ, giết bọn hắn, chiếm lấy chiến giáp. Nguyên bát cực quát lạnh. Hắn mang theo thủ hạ cao thủ, dự định vòng qua Lục Minh Cốt Ma bọn họ cùng ngân nhãn âm thi chiến trường, trực tiếp đối Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người xuất thủ, trước đánh giết Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, chiếm lấy chiến giáp. Một chiêu này, không thể bảo là không hung ác, bất quá, Lục Minh đã sớm liệu đến, hắn không hề bị lay động, chờ nguyên quang tộc người đến gần thời điểm, đột nhiên phát lực. Hiu hiu hiu, Lục Minh toàn lực bộc phát, chiến thần thương chấn động, hóa thành từng đạo sáng lạng mũi thương, đâm về phía mấy tôn ngân nhãn âm thi. Ra tay toàn lực Lục Minh, chiến lược thật là đáng sợ, mũi thương trực tiếp phá mở ngân nhãn âm thi phòng ngự, đem mấy con ngân nhãn âm thi, đâm ra từng cái đại lỗ thủng. Đáng sợ lực lượng hủy diệt, giống như vô số đạo thật nhỏ mũi thương, ở ngân nhãn âm thi thân thể nổ tung, kém chút đem ngân nhãn âm thi thân thể xé rách. Mấy con ngân nhãn âm thi bị đánh lui về sau, Lục Minh một trường vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, từ cao mà xuống, hướng về nguyên quang tộc người chấn áp tới. Che khuất bầu trời, khí tức cuồng bạo, giống như thiên uy, nguyên quang tộc người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm lý phát run. Uy lực quá kinh khủng. Làm sao như vậy khủng bố? Xuất thủ, ra tay toàn lực, ngăn trở một kích này à?
Nguyên cửu cực, nguyên bát cực gào thét, ra tay toàn lực, hướng về trên không oanh ra một chiêu. Thủ hạ bọn hắn ba vị quang tiền vương sứ, cũng ra tay toàn lực, hướng về phía hư không oanh ra một chiêu. Ngoài ra còn có những người khác, cuống quýt bày trận, toàn lực chống đối. Oanh! Đại lục chấn áp mà xuống, cùng nguyên quang tộc công kích đụng vào nhau, bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động địa, va chạm trong nháy mắt, nguyên quang tộc thân thể người chấn động mãnh liệt, không ít người sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi. Giết! Lục Minh thét dài, thi triển ra phá thiên thức, đâm ra một thương, đâm về phía một cái quang tiền vương sứ. Đây là Lục Minh toàn lực nhất kích, vị này nguyên quang tộc, mới vừa chặn lại Lục Minh một đòn, còn không có thở ra hơi, chủ yếu là, hắn chủ quan, trước đó căn bản không nghĩ tới, Lục Minh một chiêu, thế mà khủng bố như vậy, lại có thể đối bọn hắn nhiều người như vậy tạo thành áp lực cực lớn. Vội vàng phía dưới xuất thủ ngăn cản Lục Minh hồng hoang thức, hắn có thể thở ra hơi mới là lạ, dạng này trạng thái, làm sao có thể chống đối Lục Minh phá thiên thức toàn lực nhất kích. Phốc phốc, cái này quang tiền vương sứ đầu lâu, bị mũi thương xuyên thủng, toàn bộ nổ bể ra đến, linh hồn cũng ở trong nháy mắt bị yên diệt. Một tôn quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại, lại bị Lục Minh đánh giết, chết tại chỗ. Cách đó không xa, nguyên bát cực nguyên cửu cực còn có mặt khác nguyên quang tộc người, toàn bộ vãi cả linh hồn, con ngươi trừng tròn vo, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chấn kinh tại Lục Minh chiến lực. Vừa rồi Lục Minh triển lộ chiến lực, thực sự quá mạnh, đã vượt xa quang tiền vương sứ cấp bậc này chiến lực. Bá! Lúc này, Lục Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tạ Niệm Khanh đám người trước người, bởi vì những cái kia ngân nhãn âm thi, lại muốn hướng về lấy Tạ Niệm Khanh đám người công tới, chỉ dựa vào cốt ma một người, ngăn cản không nổi. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, đem ngân nhãn âm thi ngăn trở. Mà lúc này, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cầu Cầu ba người, cũng nhao nhao đánh tan cái kia quang đoàn, đem bên trong chiến giáp thu vào. Đồng thời, ba người bọn họ cũng nhao nhao xuất thủ, đánh ra bó lớn lam diễm thạch. Ba người bọn họ chiến lực, ước chừng tương đương với tối cường thiên quân cấp bậc, tự nhiên so ra kém ngân nhãn âm thi, nhưng là bọn họ lấy lam diễm thạch ứng phó ngân nhãn âm thi, y nguyên có thể tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Lui, chúng ta trước tiên lui. Cách đó không xa, nguyên cửu cực đám người, lại đánh lên chống lui quân. Lục Minh chiến lực quá mạnh, bọn họ dự định tránh né mũi nhọn, để 21 người hợp kích trận pháp đi qua đối phó Lục Minh. Bất quá, Lục Minh cũng không muốn dễ dàng như vậy thả đi nguyên cửu cực đám người. Hắn và nguyên quang tộc nhất định là không thể cùng biết, là tử thù, hiện tại có cơ hội diệt trừ đối phương, há có thể dễ dàng buông tha. Hiu, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, liên tục đâm ra 5 phát súng, cái này 5 phát súng không phải đâm hướng nguyên quang tộc hoặc là ngân nhãn âm thi, mà là đâm về phía đán đán, phao phao bọn họ. Không, nói đúng ra, là đâm về phía bọn họ vị trí 5 cái quang đoàn. 5 cái kia quang đoàn, lúc đầu bị đán đán, phao phao, Lăng Vũ Vi đám người công kích liên tục, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, khoảng cách phá mở, cũng không xa. Mà Lục Minh lực công kích, cường đại cỡ nào, có Lục Minh trợ giúp, 5 đạo mũi thương đâm vào quang đoàn bên trên về sau, 5 đám quang đoàn, lập tức bể nát. Lăng Vũ Vi, đán đán, phao phao đám người, nhao nhao đem quang đoàn bên trong chiến giáp thu vào. Tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Các ngươi tiến vào hồng hoang giới. Lục Minh vung tay lên, hồng hoang giới mở ra lực hấp dẫn, đem đán đán, phao phao đám người thu vào bên trong hồng hoang giới. Bên ngoài, chỉ còn lại có Lục Minh một người, liền cốt ma đều bị thu vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh một người, tốt hơn hành động, dự định làm một vố lớn. Thân hình lóe lên, trực tiếp tránh khỏi ngân nhãn âm thi công kích, Lục Minh như một vệt sáng, xông về nguyên bát cực đám người. Bây giờ Lục Minh, tốc độ quá nhanh, mấy cái, liền đuổi kịp nguyên bát cực đám người. Liên thủ, ngăn trở hắn. Nguyên bát cực giống to. Nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực thủ hạ, có 6 tòa 9 người hợp kích trận pháp, cùng một chỗ bày trận, đánh ra đáng sợ công kích, tấn công về phía Lục Minh. Mà hai vị kia quang tiền vương sứ, thì là mang theo nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực, cấp tốc lui lại. Bất quá, Lục Minh lại không cùng đối phương hợp kích trận pháp cứng đối cứng, 6 tòa 9 người hợp kích trận pháp cùng một chỗ công kích, uy lực cũng thực sự phi thường khủng bố, tối thiểu tương đương với 10 đến 20 vị tối cường thiên quân liên thủ một đòn, cho dù là Lục Minh, cũng không muốn cứng đối cứng. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn. Hắn trực tiếp thi triển thân pháp, tránh khỏi hợp kích trận pháp công kích, sau đó thi triển ra phá thiên thức, hướng về phía trong đó một tòa trận pháp công tới.
Đơn độc một tòa 9 người hợp kích trận pháp, ở đâu là Lục Minh đối thủ, trực tiếp mũi thương đánh tan ra, 7 trận 9 người, lập tức bị giết 5 cái. Còn dư lại 4 cái, cũng là phun máu phè phè, bị trọng thương. Lục Minh không ngừng, tiếp tục thẳng hướng Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực. Không tốt, hắn muốn giết công tử bọn họ, ngăn trở. Còn dư lại 5 tòa 9 người hợp kích trận pháp kinh hãi, toàn lực hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhanh, mau tới trợ giúp chúng ta, không cần quản cái kia ra bất hủ. Nguyên Cửu Cực hoảng sợ giống to. Hắn là đối hai tòa kia 21 người hợp kích trận pháp giống to, để bọn họ chạy tới cứu viện. Đối diện trên ngọn núi kia, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp, cũng phát hiện Nguyên Bát Cực đám người tình huống không ổn, nhao nhao bỏ ra bất hủ, phóng tới bên này sơn phong. Ra bất hủ mắt sáng lên, cũng không truy kích, cũng không ngăn cản. Nói thật, Lục Minh chiến lược, cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Trước đây không lâu, hắn và Lục Minh giao thủ qua, hoàn toàn có thể nghiền ép Lục Minh, thậm chí Lục Minh bọn họ bố trí xuống hợp kích trận pháp, cũng không phải hắn đối thủ, bị hắn truy trốn vào dưới cái khe. Chẳng lẽ bọn họ ở dưới cái khe, thu được cơ duyên? Chẳng lẽ khí mạch phía dưới Hồng Hoang Tinh, đều bị bọn họ chiếm được? Nhưng là, cho dù chiếm được nhiều như vậy Hồng Hoang Tinh, cũng vô dụng a, không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa xong, đột phá tu vi. Gia Bất Hủ thực sự có chút nghĩ không thông. Cấm kỵ chi thể lại nghịch thiên, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy, luyện hóa số lớn Hồng Hoang Tinh đột phá tu vi. Chẳng lẽ là chiếm được những cơ duyên khác? Gia Bất Hủ trong đầu không ngừng chuyển đủ loại suy nghĩ. Rất nhiều vấn đề, hắn thực sự không nghĩ ra. Ở dưới cái khe, bọn họ không phải gặp một cái Tử Động Thiên Thần Quang ngưng tụ cự thú sao? Lục Minh đám người, thế mà không chết. Không chết thì bỏ qua, Lục Minh tu vi lại còn tăng vọt một đoạn, thực sự không nghĩ ra. Bất quá bây giờ vừa vặn mượn nhờ Nguyên Quang tộc lực lượng, cùng Lục Minh đại chiến, hai phương tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai tòa 21 người hợp kích trận pháp rất nhanh, nhưng là Lục Minh càng nhanh. Chiến thần thương đè ép, giống như một đầu to lớn sơn mạch, áp hướng Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực đám người. Năm tòa kia 9 người hợp kích trận pháp, muốn cứu viện cũng không đuổi kịp. Ngăn trở, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực khàn giọng lực kiệt giống to, dùng ra toàn bộ lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất. Hai vị quang tiền vương sứ, cũng giống như vậy, bọn hắn thân thể, cơ hồ hóa thành một đạo hào quang. Ầm 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 ầm, 4 tiếng oanh minh về sau, Nguyên Quang tộc 4 vị thân hình nhanh lùi lại. Hai vị kia quang tiền vương sứ phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, trên người hào quang, một trận ảm đạm. Ngoài ý muốn là, Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực, thế mà không chết. Bọn họ trên người, phân biệt có một cái chiến giáp đem bọn hắn bao phủ. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, không thể so với Lục Minh bọn họ vừa rồi lấy được chiến giáp kém. Hơn nữa, ở tại bọn hắn nguyên cấp thần binh chiến giáp bên trong, còn có một tầng phù văn hiện lên. Liên tục hai tầng cường đại phòng ngự, mới đưa Lục Minh công kích ngăn trở, bằng không thì lấy bọn họ chiến lực, chính diện cùng Lục Minh va chạm, hơn phân nửa một con đường chết. Những cái này cấm kỵ sinh linh, thật đúng là dồi dào, toàn thân là bảo. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu, nhưng là thế công không ngừng. Phá thiên thức, Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía một vị trong đó quang tiền vương sứ. Nguyên Ngọc, đúng vậy, Lục Minh nhắm ngay Nguyên Ngọc. Gia hỏa này trước đó còn đuổi giết hắn, mà diệt Lục Minh trên người 6 vạn ức cái tế bào, bút chướng này, Lục Minh có thể sẽ không quên. Không tốt, Nguyên Ngọc sắc mặt trắng bạch. Hắn nghĩ muốn né tránh, phát hiện không còn kịp rồi. Nguyên Ngọc muốn né tránh, căn bản không kịp. À, Nguyên Ngọc gào thét, thiêu đốt lực lượng toàn thân, công ra một kích mạnh nhất, muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Chỉ cần ngăn trở một kích này, mặt khác 5 tòa 9 người hợp kích trận pháp, sẽ chạy tới. Mặt khác, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp cũng sẽ rất nhanh đuổi tới. Chỉ cần 21 người hợp kích trận pháp đuổi tới, hắn thì có cứu. Hắn đánh ra bình sinh một kích mạnh nhất, cùng Lục Minh biến thành mũi thương, công kích cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng kinh thiên oanh minh, Lục Minh biến thành mũi thương, thế như trẻ tre, đánh tan Nguyên Ngọc công kích, mũi thương từ Nguyên Ngọc mi tâm, xuyên thủng mà qua. Phốc phốc! Nguyên Ngọc đầu, nổ bể ra đến. Linh hồn cũng đi theo bị yên diệt. Lại một tôn quang tiền vương sứ, vẫn lạc. Nguyên Ngọc trước đó đã thụ thương, mà Lục Minh một kích này, chính là tột cùng nhất một đòn, Nguyên Ngọc ngăn không được cũng là bình thường.
Bất quá cũng bởi vì Lục Minh chuyên tâm ứng phó Nguyên Ngọc, Nguyên Quang tộc năm tòa chín người hợp kích trận pháp đã đánh tới, Lục Minh muốn né tránh cũng không kịp. Bất quá, Lục Minh căn bản không có muốn né tránh, phía sau hắn tối thiểu xuất hiện gần 100 trọng phòng ngự, toàn bộ đều là phòng ngự loại đại cổ bí thuật biến thành. Bất quá, những cái này đại cổ bí thuật muốn ngăn trở năm tòa chín người hợp kích trận pháp, hiển nhiên rất không có khả năng, nhưng là có thể triệt tiêu một phần lực lượng. Ầm 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 ầm. Liên tục năm đạo công kích xuyên qua Lục Minh phòng ngự, đánh vào Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể không khỏi xông về trước ra, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng tiếc, không kịp luyện hóa món kia chiến giáp. Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ. Hắn lực phòng ngự vẫn là không mạnh, mặc dù bây giờ cấm kỵ chi lực phát sinh chất biến, hắn chỉnh thể phòng ngự loại cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là bị năm tòa chín người hợp kích trận pháp đánh trúng, vẫn là bị thương. Nếu như mặc vào đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, chắc chắn sẽ không thụ thương. Đương nhiên, chút thương thế này, đối với Lục Minh mà nói, không tính là gì, mỗi một tế bào bên trong, đều có liên tục không ngừng năng lượng tuôn ra, Lục Minh thương thế, nhanh chóng khôi phục. Giết! Lục Minh thét dài, chiến thần thương trở tay vung ra, rút đánh vào hai thanh chiến đao phía trên. Hai cái này đem chiến đao, chính là hai tòa chín người hợp kích trận pháp biến thành. Tương xứng hai tiếng, hai thanh chiến đao bay ra ngoài, quang mang ảm đạm, kém chút sụp đổ đến bên trong người bố trận, đồng thời ho ra máu. Trên mặt bọn họ mang theo nồng nặc kinh hãi. Lục Minh chiến lực thực sự quá mạnh, vừa rồi Lục Minh một kích kia, căn bản không phải toàn lực nhất kích, nếu như toàn lực nhất kích, bọn họ chưa hẳn có thể duy trì hợp kích trận pháp không tiêu tan. Hồng hoang thức, quét bay hai tòa chín người hợp kích trận pháp, Lục Minh tiếp lấy một trường vỗ ra, một mảnh to lớn đại lục hình thành, hướng về nguyên bát cực nguyên cửu cực còn có cái cuối cùng quang tiền vương xứ chấn áp mà xuống. Năm tòa kia chín người hợp kích trận pháp muốn xuất thủ ngăn lại hồng hoang đại lục, bất quá lúc này năm cái kia ngân nhãn âm thi đã giết tới đây, để năm tòa chín người hợp kích trận pháp không rảnh phân thân. Cái này ngân nhãn âm thi mặc dù đầy đủ một chút linh trí, nhưng theo bọn hắn nghĩ, bất kể là Lục Minh hay là Nguyên Quang tộc, là người xâm nhập, bọn họ đều muốn công kích. Không tốt. Nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực hai người sắc mặt trắng bạch. Bọn họ trên người mặc dù đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, nhục thân bên trong còn có nguyên quang tộc cường giả minh khắc bảo mệnh phù văn hộ thể, nhưng đây không phải là vạn năng, lọt vào cường đại công kích, liên tục không ngừng công kích, lực lượng như thường có thể xuyên thấu qua phòng ngự, đem bọn hắn chấn thương, thậm chí đánh chết. Mà Lục Minh chiến lực, đủ để đối bọn hắn tính mệnh, tạo thành uy hiếp. Bất quá đúng lúc này, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp rốt cục đuổi tới. Oanh, oanh, nhất đao nhất kiếm chém vào đại lục phía trên, đem đại lục oanh vỡ nát. Đón lấy, nhất đao nhất kiếm tiếp tục hướng về Lục Minh chém đi. Ông, Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào chiến thần thương bên trong, sau đó liên tục đâm ra hai phát, cùng một đạo một kiếm hai tòa hợp kích trận pháp phân biệt đối một chiêu. Đón lấy, Lục Minh thân hình cấp tốc lui lại. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh cảm giác cánh tay hơi tê tê. 21 người hợp kích trận pháp, sức mạnh to lớn hết sức, đơn độc một tòa, cũng sẽ không so Lục Minh chiến lược kém, hai tòa đồng loạt ra tay, cho dù là Lục Minh, đều muốn rơi vào hạ phong. Giết, giết hắn cho ta, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực cũng đại hống. Hai tòa 21 người hợp kích trận pháp, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Chiến. Lục Minh thét dài, chiến ý bốc lên, khí huyết sôi trào, trường thương như long, cùng hai tòa hợp kích trận pháp triển khai giao phong. Rầm rầm rầm, ngọn núi này bộc phát kinh thiên oanh minh, cuồng bạo kinh khí quét sạch bát phương. Song phương trong nháy mắt giao phong 5 đến 6 chiêu, Lục Minh thân hình không ngừng lùi lại. Cùng hai tòa 21 người hợp kích trận pháp đối chiến, Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá, kháng trụ đối phương vẫn là có thể. Trong thời gian ngắn, Lục Minh không bị thua. Nhưng lúc này, nhất đao nhất kiếm hai tòa hợp kích trận pháp, đột nhiên cấp tốc lui lại, đi tới nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực người bọn họ bên cạnh. Các ngươi làm gì lui mà, thừa thế xông lên, giết cái kia tạp chủng cho ta. Nguyên cửu cực giống to. Cửu công tử, chúng ta lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, muốn ở lực lượng hao hết trước đánh giết đối phương, căn bản không có khả năng, vẫn chạy là thượng sách. Hợp kích trận pháp bên trong, một vị đại hán cho nguyên cửu cực cùng nguyên bát cực truyền âm. Cái này khiến nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực biến sắc. Bọn họ cũng kịp phản ứng, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp,
Trước đó liền cùng Gia Bất Hủ đại chiến nhiều chiêu, tiêu hao vốn là rất nghiêm trọng, lại cùng Lục Minh 5 đến 6 chiêu, tiêu hao càng lớn, tiếp tục đánh, lực lượng thực sự sẽ hao hết. Một khi không có 21 người hợp kích trận pháp, trước có Lục Minh, sau có Gia Bất Hủ, bọn họ vô cùng nguy hiểm, làm không tốt sẽ nằm tại chỗ này. Đi! Nguyên Cửu Cực nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Nguyên Bát Cực đám người, hướng về đỉnh núi mặt khác một bên đuổi theo. Nhất đao nhất kiếm yểm hộ Nguyên Cửu Cực cùng Nguyên Bát Cực nhanh chóng lùi về phía sau. Vậy còn dư lại 5 tòa 9 người hợp kích trận pháp, cũng hất ra ngân nhãn âm thi, cùng một chỗ rút đi. Xem ra, là lực lượng muốn đã tiêu hao hết. Lục Minh trong lòng hơi động, liền đoán được chân tướng. Bất quá, hắn cũng không truy kích. Thứ nhất, là 2 tòa 21 người hợp kích trận pháp, cực kỳ khó đối phó, cho dù xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh tan đối phương. Thứ hai, hắn bản thân lực lượng, cũng tiêu hao rất lớn, tiếp tục xuất thủ, đối với hắn tiêu hao càng lớn, chớ quên, mặt khác trên một ngọn núi, còn có một cái Gia Bất Hủ nhìn chằm chằm. Truy kích, chỉ có thể tiện nghi Gia Bất Hủ. Lục Minh xuất ra 2 gốc thần dược, một ngụm nuốt, nhanh chóng luyện hóa, hắn tiêu hao lực lượng, cũng lại khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh, Nguyên Quang tộc người, liền từ đỉnh núi một bên, xông xuống núi. Hống 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 giống. Nguyên Quang tộc rút đi, 5 cái ngân nhãn âm thi, mất đi mục tiêu, liền muốn Lục Minh đánh giết đi. Bất quá, Lục Minh không cùng 5 cái ngân nhãn âm thi giao phong dự định, hắn sải bước hướng về phía trước, hướng về Gia Bất Hủ vị trí tòa này đỉnh núi đi. Lục Minh thân hình mấy cái lấp lóe, liền rơi vào xích sắt phía trên, chân đạp xích sắt, cấp tốc hướng về phía trước, hướng về Gia Bất Hủ phóng đi. Gia Bất Hủ, lại đến một trận chiến. Lục Minh thét dài, chiến ý như long. Hắn ngược lại muốn xem, lấy hắn hiện tại chiến lực, cùng Gia Bất Hủ, ai mạnh ai yếu. Gia Bất Hủ con mắt hơi hơi nheo lại, trên người lực lượng, cũng vận chuyển tới cực hạn, hắn trên người đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp phát ra hào quang, như là một tầng hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn ở thần chủ cửu trọng thời điểm, cùng thần chủ bát trọng Lục Minh giao thủ, thế mà rơi vào hạ phong, hiện tại bọn hắn nhao nhao đột phá, một lần này, hắn nhất định phải áp chế Lục Minh. Dù sao, hắn là từ thần chủ cửu trọng, đột phá đến thần chủ đỉnh phong, so sánh Lục Minh là từ thần chủ bát trọng đột phá đến thần chủ cửu trọng, hắn tăng lên càng nhiều. Hắn có 10 phần lòng tin, áp chế Lục Minh. Lục Minh tốc độ cực nhanh, như vậy trong nháy mắt công phu, liền muốn xuyên qua xích sắt. Đúng lúc này, Gia Bất Hủ xuất thủ, chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang, thẳng đến Lục Minh mi tâm. Không dám quang minh chính đại một trận chiến sao? Lục Minh cười lạnh, Gia Bất Hủ đây là muốn đem hắn ngăn ở xích sắt bên trên. Như vậy, Lục Minh phía trước muốn đối mặt Gia Bất Hủ, đằng sau muốn đối mặt Nam Tôn Ngân Nhãn Âm Thi. Bởi vì Nam Tôn Ngân Nhãn Âm Thi, cũng theo xích sắt, hướng Lục Minh đuổi theo. Phá Thiên Thức. Lục Minh trực tiếp đem chiến lược tăng lên tới cực hạn, thì triển ra Phá Thiên Thức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, xông về trước ra, cùng Gia Bất Hủ chém ra kiếm quang đụng vào nhau. Làm. Một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát, mũi thương cùng kiếm quang không ngừng rung động, cuối cùng kiếm quang tán loạn, nhưng Lục Minh thân hình cũng bị ngăn lại. Hồng Hoang, Phá Thiên. Lục Minh thân hình dừng lại thời điểm, theo sau chính là đánh ra 2 chiêu tuyệt chiêu, Hồng Hoang thức cùng Phá Thiên thức, cơ hồ là trong nháy mắt thi triển mà ra. Ở Gia Bất Hủ đỉnh đầu, một mảnh đại lục hình thành, hướng về Gia Bất Hủ ép xuống, đồng thời Lục Minh tiếp tục hóa thành một đạo mũi thương, xông về trước ra. Biến chiêu cư nhiên như thế nhanh chóng. Gia Bất Hủ tâm lý chấn động. Người bình thường, thi triển loại này tuyệt chiêu thời điểm, biến chiêu tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, thường thường thi triển loại này tuyệt chiêu về sau, cần chậm một hơi. Nhưng là Lục Minh, cơ hồ không có hoãn một chút, phía trước mới vừa thi triển ra Phá Thiên thức, đằng sau lại là 2 chiêu tuyệt chiêu, liên tiếp cơ hồ không có khe hở. Hắn lại không biết, đây là Lục Minh tìm hiểu ra 3.000 loại đại cổ bí thuật về sau, mới có thể đạt tới cảnh giới. Lĩnh ngộ ra 3.000 loại đại cổ bí thuật, đối Lục Minh chỗ tốt thực sự nhiều lắm, rất nhiều chỗ tốt, Lục Minh đều còn chưa phát hiện, chỉ có chờ đằng sau không ngừng phát hiện. Đối mặt Lục Minh cuồng phong bạo vũ thế công, Gia Bất Hủ thét dài, ra tay toàn lực. Kinh khủng lực lượng từ hắn thể nội bộc phát, mấy đạo kiếm quang bắn ra, có chút chém về phía trời cao đại lục, có chút chém về phía Lục Minh. Ầm ầm, liên tục vang lên ầm ầm, trời cao đại lục bị oanh nổ tung. Bất quá, Gia Bất Hủ cứ như vậy, lực lượng liền phân tán, không đỡ phía dưới Lục Minh Phá Thiên thức. Lục Minh biến thành mũi thương, đánh tan Gia Bất Hủ kiếm khí,
lập tức xông qua Xích Sắt, rơi vào Gia Bất Hủ vị trí ngọn núi phía trên. Ông Lục Minh xuất thủ không ngừng chút nào, chiến thần thương quét ngang mà ra, quét về Gia Bất Hủ. Thiên Nhân chi kiếm, tinh thần bảo. Gia Bất Hủ giống to, thì triển ra tối cường nguyên thuật, cùng Lục Minh đại chiến. Hai người lại đối một chiêu, một lần này, là cân sức ngang tài, thân hình song song lui lại. Đón lấy, hai người thân hình khẽ động, lại giết hướng đối phương, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu. Lục Minh đem Hồng Hoang Thức cùng Phá Thiên Thức liên hoàn thi triển, bất quá Gia Bất Hủ cũng thật phi thường cường đại, nguyên thuật cũng là liên hoàn thi triển, cùng Lục Minh kịch liệt giao phong, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt, liền giao phong mấy chiêu. Lần trước, Lục Minh lấy thần chủ bát trọng tu vi, áp chế thần chủ cửu trọng Gia Bất Hủ, miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng lần này, hắn mặc dù đột phá thần chủ cửu trọng, nhưng là Gia Bất Hủ lại đột phá đến thần chủ đỉnh phong, tăng lên biên độ so Lục Minh lớn hơn một chút. Cho nên, một lần này, Lục Minh cho dù ra tay toàn lực, cũng khó có thể áp chế Gia Bất Hủ. Giao phong mấy chiêu về sau, năm tôn ngân nhãn âm thi, cũng lao đến, bọn họ gào thét, đối Lục Minh cùng Gia Bất Hủ đồng thời phát động công kích. Trận này giao phong, biến thành một trận hỗn chiến. Xa xa một nơi bí ẩn, một đám người trong bóng tối quan sát, những người này, chính là lấy Thương Khung cầm đầu Á Tiên tộc. Giờ phút này, Thương Khung đám người, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cùng khó coi. Lục Minh cùng Gia Bất Hủ chiến lực, thế mà đạt tới trình độ như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đích xác, lấy thần chủ cảnh tu vi, thế mà có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, như thế chiến lực, đã có thể so với bản nguyên rồi à. Gia Bất Hủ có thể đạt tới loại kia chiến lực, còn nói còn nghe được, dù sao hắn chính là luân hồi chuyển thế người, danh xưng thiên nhân tộc đệ nhất cường giả, nhưng là Lục Minh có thể đạt tới trình độ như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất khả tư nghị nhất chính là, Lục Minh tu vi, vẫn chỉ là thần chủ cửu trọng, một khi hắn đạt đến thần chủ đỉnh phong, không biết sẽ cường đại cỡ nào. Thương Khung bên người, mấy vị có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc cường giả nghị luận, thanh âm đều có chút run rẩy. Bọn họ mặc dù có được có thể so với tối cường thiên quân chiến lực, nhưng là cảm giác cùng Lục Minh cùng Gia Bất Hủ ở giữa chiến lực, kém cực xa, bọn họ có loại cảm giác, nếu để cho bọn họ đơn độc đối mặt Lục Minh cùng Gia Bất Hủ, sẽ bị miểu sát. Loại này cảm giác, có loại giống như là đối mặt bản nguyên cảm giác. Thương Khung không nói tiếng nào, sắc mặt lại phi thường khó nhìn. Hắn luôn luôn tự khoe là tuyệt thế thiên tài, cho rằng lấy hắn thiên phú, ở vũ trụ đồng cấp một trận chiến bên trong, không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là hắn hiện tại phát hiện, hắn cùng với Lục Minh cùng Gia Bất Hủ chênh lệch rất xa. Hắn hiện tại tu vi, mặc dù vẫn chỉ là thần chủ cửu trọng, nhưng là cho dù hắn đột phá đến thần chủ đỉnh phong, chiến lực cũng chỉ là có thể so với Quang Tiền Vương Sứ mà thôi, tuyệt đối không phải Lục Minh cùng Gia Bất Hủ đối thủ. Cái này đối lòng tự tin của hắn, là đả kích thật lớn. Lục Minh, Gia Bất Hủ, năm tôn ngân nhãn âm thi hỗn chiến, còn chưa kết thúc, liên tục giao phong hơn 20 cái hiệp. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, hai đạo bóng người, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Là Lục Minh cùng Gia Bất Hủ. Lục Minh, trận chiến ngày hôm nay, đến đây là kết thúc, chúng ta ngày khác tái chiến. Gia Bất Hủ để lại một câu nói, thân hình như điện, thế mà hướng lui về phía sau đi. Xem ra Gia Bất Hủ lực lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, bất quá ta cũng kém không nhiều. Lục Minh tâm lý nói nhỏ. Hắn suy đoán, Gia Bất Hủ sở dĩ rút đi, hẳn là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, dù sao Gia Bất Hủ trước đó cùng Nguyên Quang tộc đại chiến rất nhiều chiêu. Biết rõ tiếp tục đánh, căn bản bắt không được Lục Minh, dứt khoát rút lui. Kỳ thật Lục Minh cũng kém không nhiều, lúc trước hắn cùng Nguyên Quang tộc liên tục giao thủ, đánh chết hai vị Quang Tiền Vương Sứ, ngăn trở hai tòa 21 người hợp kích trận pháp, tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Lúc này, hắn lực lượng, cũng sắp tiêu hao hết rồi. Hắn cũng không có tiếp tục đánh ý nghĩ, tại dạng này cục diện hỗn loạn phía dưới, tiếp tục đánh, sẽ rất nguy hiểm. Lục Minh, ngươi cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng là ngươi diệt thiên quân người đều chết hết, đơn độc ngươi một người, thì có ích lợi gì? Gia Bất Hủ thân hình, sắp biến mất ở Lục Minh trước mắt, nhưng là một thanh âm, lại truyền ra. Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, hét lớn một tiếng, Gia Bất Hủ, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lục Minh, ta hảo tâm nói cho ngươi một cái địa chỉ A, thương lộ cổ khoáng, đi cho các ngươi diệt thiên quân người nhặt xác A. Gia Bất Hủ thanh âm lại truyền tới, bóng người đã hoàn toàn biến mất ở Lục Minh trước mắt. Thương lộ cổ khoáng. Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt có chút âm trầm.
Gia Bất Hủ lời nói, mặc dù không có khả năng tin hoàn toàn, nhưng là không thể không tin. Diệt Thiên Quân người, hiện tại đến cùng như thế nào? Còn có, thương lộ của khoáng, ở nơi nào? Nhất định là ở Tử Tiêu Động Thiên một chỗ, nhưng là cụ thể địa chỉ, lại ở nơi nào? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì năm tôn ngân nhãn âm thi, lại hướng về Lục Minh đánh tới, Lục Minh thân hình lóe lên, tránh khỏi năm tôn ngân nhãn âm thi, hướng về đỉnh núi một bên phóng đi, rất nhanh liền biến mất nơi này. Đỉnh núi bên trên bảo vật, đã bị vơ vét quang, khí mạch chỗ sâu bảo vật, cũng bị Lục Minh bọn họ mang đi, đầu này khí mạch, đã không có tất yếu lưu lại. Sau khi xuống núi, năm tôn ngân nhãn âm thi, y nguyên ở phía sau truy Lục Minh tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về nơi xa bay đi, hơn 10 phút về sau, rốt cục triệt để bỏ rơi năm tôn ngân nhãn âm thi, sau đó tìm một cái chỗ khuất, đem Tả Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, từ hồng hoang giới phóng ra. Lục Minh đem Gia Bất Hủ lưu lại, nói cho đám người. Gia Bất Hủ khẳng định không có ý tốt, cái kia thương lộ cổ khoáng, khẳng định rất nguy hiểm, hắn là nghĩ lừa ngươi đi. Đán Đán lập tức nói. Chưa hẳn hoàn toàn không có lửa thì sao có khói, vạn nhất là thật đây. Đường Quân nói, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ở Diệt Thiên Quân bên trong, có Đường Quân rất nhiều thân bằng hảo hữu, nàng tự nhiên lo lắng. Không sai, thà tin là có, không thể tin là không, khẳng định mau mau đến xem, bất quá trước khi đi, vẫn là muốn tận lực tăng lên thực lực chúng ta. Còn có, thương lộ cổ khoáng, đến cùng ở đâu, trước phải tìm được. Lục Minh nói. Gia Bất Hủ tất nhiên sẽ đem thương lộ cổ khoáng danh tự, nói cho Lục Minh, đương nhiên sẽ không là hảo tâm chỉ điểm Lục Minh, chỗ đó, khẳng định rất nguy hiểm. Chí ít, Gia Bất Hủ cho rằng rất nguy hiểm, cho nên, tăng thực lực lên, là có cần thiết. Đương nhiên, bọn họ trước phải tìm được thương lộ cổ khoáng vị trí. Đám người vẻ mặt mộng, như thế nào mới có thể biết rõ thương lộ cổ khoáng vị trí? Chẳng lẽ đi tìm Gia Bất Hủ hỏi? Chúng ta trước đó, chiếm được rất nhiều quyển trục. Không biết phía trên, có hay không Tử Tiêu Động Thiên địa đồ. Tạ Niệm Khanh nói, Tử Tiêu Động Thiên phạm vi thật lớn như thế, theo lý thuyết, Tử Tiêu Động Thiên người, hẳn là sẽ vẽ bản đồ. Bọn họ trước đó ở tòa thứ nhất Sơn Phong bên trên, chiếm được không ít quyển trục. Lập tức, bọn họ đem những cái kia quyển trục lấy ra, một bộ mở ra quan sát. Thật sự có địa đồ. Làm Lục Minh lật ra đệ cửu phúc quyển trục thời điểm, ánh mắt sáng lên. Bộ này quyển trục bên trong thật là một bộ địa đồ, làm Lục Minh đem cấm kỵ chi lực, rót vào quyển trục thời điểm, quyển trục phát sáng, hư không bên trong, một bộ to lớn địa đồ hiện lên, trên đó sông núi hồ nước, có thể thấy rõ ràng, mỗi một cái địa điểm, còn có văn tự đánh dấu đi ra. Đáng tiếc, những văn tự này, là trước kỷ nguyên văn tự, Lục Minh một cái cũng không nhận ra. Ta chỗ này cũng phát hiện một bộ địa đồ. Ta cũng phát hiện. Đây là, Đán Đán cùng Phao Phao, nhao nhao kêu lên. Bọn họ cũng phân biệt phát hiện một bộ địa đồ, đưa vào lực lượng về sau, nổi lên đồ án, cùng Lục Minh giống như đúc. Là giống nhau như đúc địa đồ. Xem ra, những quyển trục này bên trong, có không ít đều là địa đồ A. Đán Đán nói thầm. Bọn họ nghĩ tới trước đó ở tòa thứ nhất Sơn Phong, rất nhiều quyển trục bay mất, đoán chừng người của thế lực khác, cũng đã nhận được không ít. Thế nhưng là, trên bản đồ này, là dùng trước kỷ nguyên văn tự đánh dấu. Chúng ta căn bản xem không hiểu a, các ngươi có thể xem hiểu. Lục Minh nói, ánh mắt quét về phía đám người, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân. Cốt Ma sống năm tháng dài đằng đẵng, mà Đường Quân cùng Tạ Niệm Khanh, chính là luân hồi người, ở kiếp trước chính là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong nữ nhi, mà Diệt Thiên Quân bên trong thế nhưng là có người đặc biệt nghiên cứu trước kỷ nguyên chữ viết, các nàng có thể hay không hiểu một chút. Ta không hiểu. Cốt Ma trực tiếp lắc đầu. Sau đó Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân cũng đi theo lắc đầu, biểu thị không hiểu. Hai người các ngươi ở kiếp trước thế nhưng là cấm kỵ kiếm tổ nữ nhi, chẳng lẽ căn bản không có nghiên cứu qua trước kỷ nguyên văn tự. Đán Đán nói thầm. Ở kiếp trước thời điểm chúng ta chết, Diệt Thiên Quân phát triển thời gian cũng không dài, đối với trước kỷ nguyên văn tự, nghiên cứu cũng không nhiều, chúng ta không hiểu rất bình thường. Đường Quân nói. Đám người ngạc nhiên, không lời nào để nói. Dạng này a. Chúng ta tìm Á Tiên tộc người hỏi một chút, Á Tiên tộc truyền thừa xa xưa, phải có người hiểu trước kỷ nguyên văn tự, ta có thể cảm ứng được, Á Tiên tộc người, liền ở cái kia đầu khí mạch bên trên. Lục Minh nói, trước đó cùng Gia Bất Hủ giao thủ thời điểm, hắn đã cảm ứng được, Á Tiên tộc người, liền ẩn thân ở phía xa. Đám người gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi trước đi vào bên trong hồng hoang giới,
Luyện hóa cái kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, ta đi tìm Á Tiên tộc đám người. Lục Minh nói, để Tạ Niệm Khanh bọn người tiến vào bên trong hồng hoang giới, luyện hóa đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, mà Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, tiếp tục hướng về kia đầu khí mạch đi. Kỳ thật, bất kể là nguyên quang tộc người, hay là thiên nhân tộc, hoặc là Á Tiên tộc, đều không hề rời đi đầu kia khí mạch, mà là ẩn thân ở khí mạch một chỗ. Bởi vì bọn hắn cũng không biết khí mạch chỗ sâu bảo vật, như hồng hoang tinh khoáng mạch các loại, đều bị Lục Minh bọn họ vơ vét đi, bọn họ núp trong bóng tối, một bên tránh né mấy đầu kia ngân nhãn âm thi, một bên chờ khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang tan hết. Lục Minh đi tới khí mạch phạm vi về sau, lấy truyền âm ngọc phù, cho Thương Khung truyền một đạo tin tức. Không nghĩ tới, rất nhanh nhận được Thương Khung hồi phục, hẹn hắn ở nơi nào đó gặp một lần. Một đầu trong hạp cốc, Lục Minh gặp được Thương Khung, còn có mặt khác một chút Á Tiên tộc cao thủ. Những cái kia Á Tiên tộc cao thủ, nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Lục huynh, ngươi chiến lực, thật là khiến người ta sợ hãi, lại khiến người ta bội phục a. Thương Khung cười một tiếng ôm quyền, một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, đem trong lòng ghen ghét cùng khó chịu đều ẩn giấu ở trong lòng. Thương Khung huynh khách khí, may mắn mà thôi. Lục Minh cũng là ôm quyền mỉm cười, giống như đã quên đi trước đó Thương Khung giúp đỡ Tuyệt Diệt Thiên Quân, đem bọn hắn đuổi ra tòa kia cổ thành sự tình. Đúng rồi, Thương Khung huynh, lần này tìm ngươi, là có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lục Minh nói, Lục huynh có việc, cứ việc nói, chỉ cần Thương mỗ có thể làm, định sẽ toàn lực giúp đỡ. Thương Khung nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, không biết Thương Khung huynh có thể nhận biết trước Kỷ Nguyên Văn Tử. Lục Minh hỏi, nhận biết, ta có xem qua. Thương Khung gật đầu, nghe được Thương Khung nhận biết trước Kỷ Nguyên Văn Tử, Lục Minh đại hỉ, lập tức đem bộ kia địa đồ lấy ra, cho Thương Khung quan sát. Lục huynh cũng đã nhận được bức này từ Tiêu Động Thiên địa đồ. Thương Khung bất động thanh sắc nói, Thương huynh cũng đã nhận được. Lục Minh hỏi lại, không sai, trước đó không lâu may mắn chiếm được hai bức. Thương Khung gật đầu, sau đó cặn kẽ đem trên bản đồ đánh dấu, phiên dịch thành bây giờ văn tự. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, mọi thứ đều hướng lợi ích nhìn. Lục Minh bây giờ chiến lực, thực sự quá kinh người, Thương Khung không chỉ có không dám đắc tội, còn muốn giao hảo Lục Minh. Thương lộ cổ khoáng, nguyên lai ở chỗ này. Thương Khung phiên dịch về sau, Lục Minh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bản đồ một cái phương hướng. Thương lộ cổ khoáng, tại địa đồ đông bắc phương hướng, mà bọn họ hiện tại, ở vào bản đồ đông nam phương hướng. Hai bên cách nhau khoảng cách, vẫn là rất lớn lên. Cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền, cùng Thương Khung cáo từ, sau đó cấp tốc rời đi đầu này khí mạch, dựa theo bản đồ chỉ thị, hướng về thương lộ cổ khoáng đi. Mà lúc này, Lục Minh phát hiện hồng hoang giới bên trong, cốt ma đang tìm hắn. Vung tay lên, đem cốt ma từ hồng hoang giới phóng xuất. Có phải hay không tìm tới thương lộ cổ khoáng cụ thể địa chỉ? Cốt ma hỏi. Không sai, ta đang muốn chạy tới. Lục Minh nói. Dạng này a, ta dẫn ngươi đi, ngươi an tâm luyện hóa món kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp a, dù sao nguyên cấp thần binh chiến giáp, đối ta tác dụng không lớn. Cốt ma nói. Cốt ma lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ sợ so đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp còn mạnh hơn, căn bản không dùng được nguyên cấp thần binh chiến giáp. Cũng tốt. Lục Minh gật gật đầu, chính hắn tiến vào bên trong hồng hoang giới, xuất ra món kia hắc sắc nguyên cấp thần binh chiến giáp, bắt đầu luyện hóa. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, luyện hóa không dễ dàng, vẫn còn cần một chút thời gian. Mà cốt ma, mang theo hồng hoang giới, hướng về thương lộ cổ khoáng cấp tốc bay đi. Thương lộ cổ khoáng là một cái to lớn quặng mỏ, dưới mặt đất đều bị đào rỗng, bốn phương thông suốt. Mà lúc này, ở thương lộ cổ khoáng lối vào bên ngoài, có không ít người trấn thủ. Những người này, lại là cấm địa sinh linh. Thương Minh tộc cùng Âm Sát tộc đám người, thế mà đều có. Bất quá nhân số cũng không nhiều, hai phương đều có khoảng 100 người. Không biết Diệt Thiên Quân cùng những cái kia ác ma, có chết hay không ở bên trong. Âm Sát tộc bên trong, mấy cái Âm Sát tộc đang tán gẫu. Cái này thương lộ cổ khoáng bên trong, vốn là khá là quỷ dị, nguy cơ trùng trùng, huống hồ còn có tuyệt âm thi, chắc hẳn coi như không chết hết, cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Một vị khác Âm Sát tộc nói, bất quá những cái kia tuyệt âm thi còn chưa có đi ra, xem ra Diệt Thiên Quân cùng ác ma còn chưa chết hết, chúng ta chờ một chút. Lúc trước cái kia Âm Sát tộc nói, giờ phút này, bên trong thương lộ cổ khoáng, Diệt Thiên Quân cùng ác ma, chính diện lâm nguy cơ.
Thương lộ cổ khoáng bên trong, địa thế phi thường phức tạp, có đủ loại đường hầm, thông đạo bốn phương thông suốt. Ở một nơi hố mỏ bên trong, Diệt Thiên Quân cùng ác ma hội tụ vào một chỗ, ở chung quanh bọn họ, có một tầng lồng ánh sáng màu đen, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Tầng này lồng ánh sáng màu đen, hoàn toàn do ma khí nồng nặc cấu thành. Ở quang cháo bên ngoài, có số lớn tuyệt âm thi. Những cái này tuyệt âm thi, vây quanh quang cháo, gào thét không ngừng, có chút sẽ trực tiếp phóng tới quang cháo, đem quang cháo đụng chấn động không thôi. Hiu hiu hiu. Quang cháo bên trong, có từng đạo hào quang màu xanh lam bay ra, đánh về phía những cái này tuyệt âm thi. Những cái này lam sắc quang mang, lại là lam diễm thạch. Quang cháo bên trong, sư, đường kiếm chờ Diệt Thiên Quân cao tầng, còn có ác ma nhân vật đầu não, đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên ngoài. Diệt Thiên Quân cùng ác ma, phần lớn người, đều hội tụ ở chỗ này. Tiếp tục như vậy, chúng ta loại này lam sắc nham thạch, căn bản không chống được quá lâu a. Đường kiếm thở dài. Hắn nói lam sắc nham thạch, thế mà cũng là lam diễm thạch. Đều là những cái kia cấm địa sinh linh, bằng không thì chúng ta cũng không cần trốn ở chỗ này. Sư trầm thấp nói. Bọn họ không khỏi nghĩ tới khoảng thời gian này kinh lịch. Bọn họ khi tiến vào Tử Tiêu Động Thiên về sau, liền thông qua truyền tin tức, Diệt Thiên Quân cùng ác ma hội tụ vào một chỗ. Diệt Thiên Quân cùng ác ma hợp tác nhiều năm như vậy, sớm có ăn ý, hơn nữa bọn họ cũng minh bạch, vũ trụ thế lực khắp nơi bên trong, hai người bọn họ phương thực lực yếu nhất, nếu như không hợp tác, không cần nói cùng thế lực khác cạnh tranh, tranh đoạt bảo vật, có thể sinh tồn đều là vấn đề. Bọn họ hội tụ vào một chỗ về sau, thực lực tăng nhiều, chuẩn bị thăm dò một đầu khí mạch, lại gặp đến tuyệt âm thi tiến công. Tuyệt âm thi dựa vào vô cùng cường đại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, đánh Diệt Thiên Quân cùng ác ma một trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Nếu không phải là Cố Trường Phong lấy chiến lược mạnh mẽ đột phá trùng vây, bọn họ tổn thất sẽ càng lớn. Nhưng là đột phá trùng vây về sau, bọn họ căn bản thoát không nổi tuyệt âm thi đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, hơn nữa càng đuổi, số lượng càng nhiều, cuối cùng đạt tới kinh người mấy ngàn tuyệt âm thi. Khi đó, Diệt Thiên Quân cùng ác ma người, một lần tuyệt vọng, cho rằng một lần này muốn toàn quân bị diệt. Bất quá trời không đoạn người con đường, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ gặp một tòa quặng mỏ bỏ hoang. Bọn họ phát hiện, tuyệt âm thi thế mà e ngại tòa này quặng mỏ, bọn họ lấy quặng mỏ làm gốc cư địa, chặn lại tuyệt âm thi tiến công. Cuối cùng phát hiện, tuyệt âm thi là e ngại tòa này quặng mỏ bên trong một loại lam sắc nham thạch. Đằng sau, bọn họ bắt đầu thu thập quặng mỏ bên trong lam sắc nham thạch, chế thành đủ loại vũ khí, thậm chí thông qua thời gian dài nghiên cứu, thành công đem lam sắc nham thạch bám vào ở thần binh phía trên. Dù sao, Diệt Thiên Quân bên trong có không ít thế giới thần quy, đều là tinh thông trận pháp tồn tại, mặc dù không bằng Đán Đán, nhưng ở phù văn trận pháp một đạo tạo nghệ cũng phi thường sâu. Ác ma bên trong, cũng có tinh thông phù văn trận pháp, hai phương hợp tác, nghiên cứu ra đem lam sắc nham thạch bám vào ở thần binh bên trên, cũng không phải là việc khó. Cuối cùng, dựa vào lam sắc nham thạch, bọn họ chém giết số lớn tuyệt âm thi, thành công chạy ra khỏi tuyệt âm thi bao vây. Có lam sắc nham thạch, bọn họ lòng tin tăng nhiều, đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò, lại gặp phải cấm địa sinh linh, thương minh tộc cùng âm sát tộc. Cấm địa sinh linh, nhìn thấy bọn họ, liền trực tiếp xuất thủ. Lam sắc nham thạch đối cấm địa sinh linh, có thể không có một chút tác dụng nào, trận chiến này Diệt Thiên Quân cùng ác ma, đồng dạng tổn thất rất lớn, trong trận chiến này, ngay cả Cố Trường Phong, đều hứng chịu tới trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Tử Nhãn ác ma bây giờ lãnh tụ Tử Tuyền, bất chấp nguy hiểm, điên cuồng dung hợp ma tổ huyết tinh, thế mà ở thời khắc mấu chốt thành công kích phát ra ma tổ huyết tinh một tia uy lực, chặn lại cấm địa sinh linh. Sau đó bọn họ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thối lui đến một tòa này bên trong thương lộ cổ khoáng. Thương lộ cổ khoáng địa thế phức tạp, hơn nữa bên trong cũng có đủ loại bất đồng nguy hiểm, cấm địa sinh linh giết tới về sau, mình cũng tổn thất không nhỏ. Đằng sau, cấm địa sinh linh lui ra ngoài, bất quá bọn hắn lại dựa vào lam diễm thạch, chạy đến số lớn tuyệt âm thi, dùng tuyệt âm thi tới đối phó Diệt Thiên Quân cùng ác ma, bọn họ bản thân, trấn thủ ở thương lộ cổ khoáng bên ngoài. Tầng kia ma khí ngưng tụ quang cháo, chính là Tử Tuyền lấy ma tổ huyết tinh thúc vọng lại. Một lần này, chúng ta vận khí tính cực kỳ tốt, phải biết, ma tổ huyết tinh, chính là ta ác ma nhất tộc chí bảo, vô cùng cổ xưa, từ xưa đến nay, cơ hồ không có người có thể dung hợp ma tổ huyết tinh. Thôi động ma tổ huyết tinh lực lượng, một lần này Tử Tuyền có thể thành công, quả thực là kỳ tích. Một bên, Ngân Dực nhất tộc hiện nay lãnh tụ Ngân không mở miệng nói. Ma tổ huyết tinh, xem như ác ma nhất tộc nhất bảo vật chân quý, tự nhiên có vô số ác ma muốn chiếm cho mình dùng.
Trên thực tế, ở ác ma lịch sử phía trên, như trên cái kỷ nguyên, thì có rất nhiều ác ma, muốn đem chiếm thành của mình, đem ma tổ huyết tinh dung nhập trong thân thể của mình. Bởi vì ác ma nhất tộc có lời đồn, ai có thể dung hợp ma tổ huyết tinh, có thể có được thiên đại tạo hóa, tiến hóa làm vô thượng ác ma chi tổ, thiên phú tiềm lực sẽ tăng vọt, tương lai có hy vọng thành tiên. Nhưng là lịch sử phía trên lại không có một cái nào ác ma thành công, bất kể là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm ác ma, đều không thành công, đều không ngoại lệ. Ở thử nghiệm dung hợp ma tổ huyết tinh thời điểm, bản thân ngược lại bị ma tổ huyết tinh cắn nuốt mất. Thẳng đến đằng sau, lại cũng không có ác ma dám thử. Cái này kỷ nguyên, ma tổ huyết tinh một mực bị nhân vương kết giới phong ấn, tự nhiên không có ác ma lại cơ hội thử nghiệm. Đằng sau ma tổ huyết tinh bị Lục Minh lấy ra, cũng không có ác ma đi thử nghiệm, bởi vì đó là uổng đưa tính mệnh. Lần này, thật sự là bị buộc không có biện pháp, nếu như không liều mạng một lần, bọn họ cũng muốn chết ở cấm địa sinh linh trong tay. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, Tử Tuyền thế mà thành công dung hợp ma tổ huyết tinh, để cho nàng tu vi cùng thực lực, đều tăng vọt, thời khắc mấu chốt, độc chiến mấy vị cấm địa sinh linh cao thủ tuyệt thế. Mấy vị này cao thủ tuyệt thế, mỗi một vị đều không kém gì Cố Trường Phong. Cũng là bởi vì Tử Tuyền, bọn họ mới có cơ hội thối lui đến thương lộ cổ khoáng bên trong. Tử Tuyền trạng thái thế nào? Sư hỏi, sắc mặt có chút lo lắng. Không tốt lắm à, dung hợp ma tổ huyết tinh quá trình, tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi, hy vọng nàng có thể thuận lợi độ qua cửa ải này à. Ngân không thở dài, mặt khác ác ma, cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Ác ma bốn đại vương tộc, một mực là quan hệ cạnh tranh, ở dĩ vãng, đại chiến không ngớt. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ vũ trụ đại loạn, cấm địa sinh linh xuất thế, ác ma thực lực suy vi, bọn họ nếu như còn tự giết lẫn nhau, đó là tự chịu diệt vong. Bọn họ đã sớm vứt bỏ hiềm khích trước kia, cho nên bất kể là ác ma cái nào một vương tộc, đều hy vọng Tử Tuyền có thể dung hợp thành công. Tử Tuyền nếu có thể dung hợp thành công, vậy bọn hắn ác ma, sẽ sinh ra một vị trước đó chưa từng có cường giả, dẫn đầu ác ma nhất tộc, đi về phía huy hoàng. Nhưng là Tử Tuyền dung hợp, cũng không thuận lợi, cũng không hề hoàn toàn thành công, chỉ có thể coi là nửa thành công, thậm chí thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng mơ hồ, chiến đấu hoàn toàn là dựa vào bền bỉ ý chí lực cùng bản năng. Tiếp tục như vậy, chúng ta không kiên trì được bao lâu a, loại kia lam sắc nham thạch, sắp đã tiêu hao hết. Đường Kiếm thở dài. Bọn họ trước đó gặp phải tòa kia ẩn chứa lam sắc nham thạch khoáng thạch, lam sắc nham thạch hàm lượng, cũng không phải là rất nhiều. Bọn họ mặc dù đem những cái kia lam sắc nham thạch đều rời trống, nhưng là cũng không chịu được không ngừng tiêu hao. Qua đoạn này thời gian không ngừng cùng Tuyệt Âm Thi chém giết, tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, Tuyệt Âm Thi bên trong, những cái kia ngân nhãn âm thi, còn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc Tuyệt Âm Thi, đối lam sắc nham thạch kháng tính rất mạnh, nếu như không có chiến lược mạnh mẽ, chỉ dựa vào lam sắc nham thạch, căn bản ngăn không được những cái này cường đại Tuyệt Âm Thi. Đoạn này thời gian, hoàn toàn là dựa vào Tử Tuyền thôi phát ma tổ huyết tinh hình thành phòng ngự quang cháo, ở kết hợp lam sắc nham thạch, mới miễn cưỡng ngăn trở Tuyệt Âm Thi tiến công. Mà bây giờ, Cố Trường Phong y nguyên đang chữa thương, Tử Tuyền trạng thái bất ổn, mà lam sắc nham thạch cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết, tình huống đối bọn hắn rất bất lợi. Hống hống. Đúng lúc này, mấy tiếng giống giận dữ vang lên, ba đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên hướng về bọn họ vọt tới, đụng vào ma khí quang cháo phía trên. Rầm rầm rầm. Ma khí quang cháo rung động dữ dội lên. Cái này ba bóng người, toàn thân tràn ngập nồng nặc hắc khí, con mắt thành màu trắng bạc, rõ ràng là ba cái ngân nhãn âm thi. Ba cái ngân nhãn âm thi thực lực cực kỳ cường đại, không ngừng trùng kích ma khí quang cháo, để ma khí quang cháo đi lõm xuống. Ở ba cái ngân nhãn âm thi sau lưng, còn đi theo mười mấy con thân hình khôi ngô Tuyệt Âm Thi, mỗi một cái đều có thể so với tối cường thiên quân, bọn họ cũng cùng một chỗ phát động công kích, để ma khí quang cháo rung động càng thêm lợi hại. Xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Sư giống to một tiếng. Hiu hiu hiu. Lập tức, Diệt Thiên Quân cùng ác ma người xuất thủ, đánh ra từng đạo hào quang màu xanh lam. Những cái này hào quang màu xanh lam, đều là lam sắc nham thạch mài rũa thành lớn lên toa hoặc là châm dài, lít nha lít nhít, đánh vào Tuyệt Âm Thi trên người, sau đó lam sắc nham thạch sụp đổ, hóa thành hừng hực lam sắc hỏa diễm, đem Tuyệt Âm Thi bao phủ ở bên trong. Lam sắc nham thạch, đối Tuyệt Âm Thi vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ, bất kể là ngân nhãn âm thi hay là cái khác cấp bậc Tuyệt Âm Thi, đều cần vận chuyển hắc khí đi chống đối, thực lực bản thân tự nhiên nhận ảnh hưởng không nhỏ, đối ma khí quang cháo công kích lực độ cũng nhỏ rất nhiều.
Không lâu sau đó, ba cái ngân nhãn âm thi mang theo mặt khác tuyệt âm thi rút lui. Vừa rồi lại tiêu hao số lớn lam sắc nham thạch, chúng ta lam sắc nham thạch không nhiều lắm. Đường Kiếm sắc mặt khó coi nói. Bọn họ thần binh, mặc dù cũng bám vào lam sắc nham thạch, nhưng là đối mặt ngân nhãn âm thi, bọn họ căn bản không dám tiến lên cận chiến. Chiến lược chênh lệch quá lớn, mặc dù có bám vào lam sắc nham thạch thần binh, cùng ngân nhãn âm thi cận chiến, cũng chỉ có đường chết một đầu, sẽ bị tùy tiện đánh giết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể khoảng cách xa đánh ra lam diễm thạch, ngăn cản tuyệt âm thi, cứ như vậy, tiêu hao tự nhiên lớn. Oanh, oanh. Không qua bao lâu, kịch liệt oanh minh lại vang lên, ma khí quang cháo kịch liệt rung động. Ba cái ngân nhãn âm thi, lại dẫn tuyệt âm thi bắt đầu tiến công, Diệt Thiên Quân cùng ác ma bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đánh ra lam sắc nham thạch tiến hành chống đối. Chờ sau một hồi, ngân nhãn âm thi lại dẫn tuyệt âm thi lui lại, nhưng không bao lâu, lại tiếp tục tiến công. Như thế mấy lần về sau, Diệt Thiên Quân cùng ác ma nhất tộc lam sắc nham thạch, rốt cục hao hết. Giống. Ngân nhãn âm thi, lại một lần mang theo tuyệt âm thi triển khai tiến công, đem ma khí quang cháo, đánh không ngừng rung động. Sư đám người sắc mặt, hết sức âm trầm. Lần này, không có lam sắc nham thạch, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Rầm rầm rầm. Ma khí quang cháo, rung động càng ngày càng lợi hại. Này ma khí quang cháo, mặc dù là tử tuyển thôi động ma tổ huyết tinh tản mát ra, nhưng là tử tuyển tu vi dù sao cũng có hạn, hơn nữa dung hợp ma tổ huyết tinh cũng chỉ là nửa thành công, cho nên ma khí quang cháo lực phòng ngự tuy mạnh, ngăn cản một dạng tuyệt âm thi không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là muốn hoàn toàn ngăn trở ngân nhãn âm thi, rất khó. Mắt thấy, ba tôn ngân nhãn âm thi liền muốn xông phá ma khí quang cháo, giết tới. Xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Sư giống to một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, lấy ra một thanh nguyên cấp thần binh, chém về phía một tôn ngân nhãn âm thi. Hắn thần binh bên trên, tự nhiên bám vào lam sắc nham thạch. Hết tập 315.